Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 5. Sáng mai tôi còn phải đi Long Đô. Nhìn bóng lưng Diệp Bắc Minh rời đi, Thẩm Hạc gần như muốn vỗ gãy bắp đùi. Ông ta thở dài thở ngắn, bày ra dáng vẻ hối hận. Ông ta ước mình chính là Diệp Bắc Minh, trực tiếp đi đồng ý với đám người Dư Thiên Long, gia nhập Long Hồn. Cậu Diệp à, cậu có biết người bình thường gia nhập Long Hồn là tương đương với một bước lên trời không? Thẩm Hạc dở khóc dở cười. Sớm ngày hôm sau, Diệp Bắc Minh nói rõ ràng với hai cô gái Chu Nhược Giai và Hạ Nhược Tuyết. Sau đó lên tàu cao tốc đi Long Đô. Anh đã nghĩ đến đi máy bay, nhưng cảm giác không an toàn. Ngộ nhỡ có người mất trí, vì giết anh mà tạo ra tai nạn máy bay. Với tu vi hiện giờ của Diệp Bắc Minh, rơi từ trên không trung cao vạn mét chắc chắn sẽ chết. Tàu cao tốc tương đối an toàn. Giang Nam đến Long Đô chỉ cần 4 tiếng rưỡi. Sau khi vào trạm soát vé, Diệp Bắc Minh đến ghế thương gia của mình. Ghế thương gia từ Giang Nam đi Long Đô người có tiền vẫn rất nhiều. Cả khoang xe gần như ngồi kín hết. Trước khi tàu cao tốc khởi động, đột nhiên một cô gái vóc dáng thon dài, da trắng nõn, vô cùng khí chất bước lên. Mái tóc mượt mà, lớp trang điểm tràn đầy cảm giác cao cấp. Không kém gì với một nữ minh tinh tuyến đầu. Vừa hay cô ta ngồi xuống bên cạnh Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh dựa vào cửa sổ, đứng gần lối đi. Trong khoảnh khắc cô gái ngồi xuống còn lo lắng Diệp Bắc Minh sẽ bắt chuyện, lông mày nhướng lên. Nhưng điều khiến cô ta bất ngờ chính là Diệp Bắc Minh còn không buồn ngẩng đầu lên. Diệp Bắc Minh nhắm mắt nghỉ ngơi. Một người đàn ông trẻ tuổi phía lối đi cách vách đột nhiên mở miệng, chào người đẹp, cho tôi phương thức liên lạc nhé. Tôi ở Long Đô có một công ty điện ảnh, tôi cảm thấy với khí chất của cô hoàn toàn có thể ra mắt. Cho tôi phương thức liên lạc, về sau chúng ta nói chuyện. Cô gái mặt đẹp lạnh lùng như núi băng, không cần. Cô ta tên Ngụy Yên Nhiên, người nhà họ Ngụy ở Long Đô. Nếu không phải vì ngủ quên, lỡ chuyến bay, làm sao có thể đổi sang ngồi tàu cao tốc? Lần đầu tiên trong đời người ngồi tàu cao tốc mà còn gặp phải chuyện này. Ha ha! Người đàn ông trẻ tuổi cười một tiếng, người đẹp, cô suy nghĩ cho kỹ. Tôi là Tống Trường Phong, người nhà họ Tống ở Long Đô. Nhà họ Tống ở Long Đô. Mẹ nó, một trong những gia tộc đứng đầu đó. Rất nhiều người trong khoang thương gia sắc mặt không ổn định. Có thể ngồi được khoang thương gia trị giá vài ngàn, chắc chắn không phải người bình thường. Đều là người trong giới nhà giàu. Nhưng so với nhà họ Tống ở Long Đô, căn bản không tính là gì. Bọn họ biết Ngụy Yên Nhiên sắp thảm rồi. Nhà họ Tống ở Long Đô, giỏi lắm sao, mặt đẹp của Ngụy Yên Nhiên lộ vẻ khinh thường. Cô nói gì? Tống Trường Phong đột ngột đứng dậy. Nhà họ Tống ở Long Đô không nói là thế gia hàng đầu thì cũng là gia tộc hạng hai. Mọi người kinh hãi. Con mẹ nó cô cùng lắm chỉ xem như là gái điếm thôi, dám nói chuyện như vậy với Tống Trường Phong tôi. Tống Trường Phong đi đến, căm tức nhìn Ngụy Yên Nhiên. Anh nói tôi giống gái. Ngụy Yên Nhiên giận dữ, cô ta đường đường là người nhà họ Ngụy, vậy mà lại bị mắng là một con điếm. Tôi nói sai sao, con hàng như cô cùng lắm là 2.000 tệ một đêm, Tống Trường Phong cười gằn, tôi cho cô 20.000, cô ở cùng tôi một đêm. Chuyện này cứ tính như vậy, nếu không. Tống Trường Phong khí thế tàn bạo. Ngụy Yên Nhiên theo bản năng rụt về phía Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh nhướng mày, mở mắt nhìn hai người. Bầu không khí có chút quỷ dị. Ngụy Yên Nhiên nhìn Diệp Bắc Minh có ý cầu xin sự giúp đỡ. Anh hùng cứu mỹ nhân. Chiêu cũ rích rồi. Không thú vị. Diệp Bắc Minh nhắm mắt, không có ý muốn ra tay. Ngụy Yên Nhiên nhìn thấy Diệp Bắc Minh như vậy, trong lòng thất vọng. Xem ra thanh niên này chính là loại phế vật. Ha 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 ha. Tống Trường Phong cười lớn, hắn ta đắc ý vênh váo, hét về phía Diệp Bắc Minh, thằng nhãi, anh đừng giả vờ ngủ. Đứng lên cho tôi muốn vị trí này. Trên đường tôi muốn giao lưu với người đẹp một chút. Mí mắt Diệp Bắc Minh cũng không buồn ngẩng lên, cút. Khoang xe đang náo nhiệt, lập tức yên tĩnh. Ngụy Yên Nhiên cũng ngây người, không nhịn được quay đầu nhìn về phía Diệp Bắc Minh. Cô ta không ngờ rằng Diệp Bắc Minh dám nói ra một chữ như vậy. Vừa rồi anh ngay cả giúp đỡ cũng không dám cơ mà. Mày nói gì? Tống Trường Phong còn tưởng rằng mình nghe nhầm, một luồng lửa giận xông lên óc con mẹ nó.
Ồn ào. Diệp Bắc Minh khạc ra hai chữ. Ai cũng không nhìn rõ xảy ra chuyện gì. Tống Trường Phong bay ra ngoài, chỗ ngực xuất hiện một dấu chân. Nằm trên đất giống như chó chết. Miệng sùi bọt mép, hòa lẫn máu tươi. Không rõ sống chết. Cậu Tống. Mấy người đàn ông xông ra từ những chỗ khác, mặt đầy sợ hãi. Bọn họ cũng không nhìn rõ Diệp Bắc Minh ra tay như thế nào. Dẫn chủ nhân của các người cút đi, nếu để tôi còn nhìn thấy các người trên chuyến tàu cao tốc này nữa, giết không tha, Diệp Bắc Minh nói. Võ giả, đi. Mấy người trố mắt nhìn nhau, dẫn Tống Trường Phong lao xuống tàu cao tốc. Tôi tên là Ngụy Yên Nhiên, người nhà họ Ngụy, nếu anh ở Long Đô có rắc rối, có thể cầm danh thiếp của tôi để tìm tôi, Ngụy Yên Nhiên lấy ra một tấm danh thiếp. Tôi không giúp cô, là hắn muốn cướp vị trí của tôi dạy dỗ hắn một trận, chỉ như vậy mà thôi. Cô bị hắn làm gì cũng không có một chút liên quan gì đến tôi, mí mắt Diệp Bắc Minh vẫn không mở ra. Người này, sao lại? Ngụy Yên Nhiên ngây người. Một câu cô ta còn chưa nói xong lại bị Diệp Bắc Minh cắt đứt, đừng ồn ào bên tai tôi nữa, im miệng. Anh! Ngụy Yên Nhiên tức giận, lúc cô ta ở Long Đô, kiêu ngạo giống như Phượng Hoàng trên trời. Gặp phải một Tống Trường Phong thì cũng thôi đi. Vậy mà lại có một thanh niên hoàn toàn không biết tốt xấu. Cô ta oan ức, rưng rưng nước mắt. Thiếu chút nữa khóc tại chỗ. Hàm răng cắn vang dội tiếng kẽo kẹt. Khốn kiếp, ngu ngốc, người xấu, cầm thú, không đúng, anh không bằng cả cầm thú, trong lòng Ngụy Yên Nhiên mắng Diệp Bắc Minh một tràng. Đối với Diệp Bắc Minh mà nói, anh đang suy nghĩ, sau khi tiến vào Long Đô, làm thế nào xử lý chuyện giữa Diệp Minh Viễn? Ngụy Yên Nhiên vẫn còn lải nhải ở bên tai anh, đúng là phiền. Tàu cao tốc đi với tốc độ rất nhanh. Suốt cả chặng đường Diệp Bắc Minh đều nhắm mắt nghỉ ngơi. Anh đã quyết định, sau khi tiến vào Long Đô sẽ trực tiếp đi tìm Diệp Minh Viễn hỏi rõ. Còn Ngụy Yên Nhiên thì âm thầm oán trách Diệp Bắc Minh cả đoạn đường. Sau khi tàu cao tốc đến Long Đô, Diệp Bắc Minh xuống xe với tốc độ nhanh nhất. Lướt qua đám người dài không dứt, đi ra ngoài tàu cao tốc. Anh chờ chút. Ngụy Yên Nhiên theo sau, chạy ra ga tàu. Diệp Bắc Minh nhướng mày, đứng tại chỗ. Ngụy Yên Nhiên chạy quá nhanh, không ngờ Diệp Bắc Minh lại đột nhiên dừng lại. Cô ta đụng vào người Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh không chút động lòng, nhưng ngực Ngụy Yên Nhiên lại tiếp xúc thân mật sau lưng anh. Đôi núi kia gần như muốn biến hình. May là của cô ta là hàng thật, nếu là sản phẩm nhân tạo, e rằng sẽ bị nổ bể ngay tại chỗ. Phốc! Ngụy Yên Nhiên mông ngã nhào trên đất, đau muốn khóc, anh sao lại làm như vậy? Nói đứng lại liền đứng lại, đau chết mất. Có chuyện. Diệp Bắc Minh bình tĩnh quay đầu, nhìn Ngụy Yên Nhiên ngồi dưới đất. Ngụy Yên Nhiên thiếu chút nữa tức chết, cô ta căm tức nhìn Diệp Bắc Minh. Ngụy Yên Nhiên cho đến bây giờ không nợ ân tình của người khác, anh vừa cứu tôi, ân tình này tôi phải trả lại cho anh. Không cần. Diệp Bắc Minh xoay người rời đi. Ngụy Yên Nhiên từ dưới đất bò dậy, ngăn Diệp Bắc Minh lại, không được, tôi nhất định phải trả. Diệp Bắc Minh cau mày, tôi nói qua rồi, chuyện vừa rồi tôi không ra tay vì cô. Hừ. Ngụy Yên Nhiên hừ lạnh một tiếng, mặt đầy kiêu ngạo, tôi biết anh không ra tay vì tôi. Nhưng một lần ra tay của anh cũng tương đương là cứu tôi rồi. Tôi cũng đã nói rồi, vì vậy, đây xem như tôi nợ anh một ân tình. Anh đến Long Đô có chuyện gì muốn làm? Hoặc muốn tìm người? Tôi đều có thể giúp anh. Chỉ một lần này thôi, sau lần này chúng ta thanh toán xong. Diệp Bắc Minh trong lòng khẽ động. Nếu Ngụy Yên Nhiên có thể giúp anh đi gặp trực tiếp Diệp Minh Viễn, đây cũng là một lựa chọn tốt. Xịch! Đúng lúc này. Một chiếc Rolls Royce dừng ở cửa ga tàu cao tốc. Một ông già từ trên xe bước xuống, mặt đầy cung kính, cúi người 90 độ nói, thưa cô, xin lỗi, tôi tới trễ. Mặt đẹp Ngụy Yên Nhiên trầm xuống, ông làm việc thế nào vậy? Máy bay không chờ tôi, trực tiếp bay thẳng. Ở tàu cao tốc, ông có biết suýt chút nữa xảy ra chuyện không? Cái gì, thưa cô, tình huống gì vậy? Ông già kinh hãi, vội vàng hỏi. Ngụy Yên Nhiên rất phiền lòng, quay về nói với ông sau. Diệp Bắc Minh đột nhiên mở miệng, tôi quả thật có chút chuyện muốn nhờ cô giúp. Ngụy Yên Nhiên nghe xong, lập tức vui vẻ. Vừa rồi Diệp Bắc Minh còn ngông cuồng tự cao tự đại, nhanh như vậy đã đổi giọng rồi. Chẳng lẽ nhìn thấy xe mình dùng là một chiếc Rolls Royce?
Ha ha, hóa ra cũng là người gió chiều nào xoay chiều ấy, tôi còn tưởng rằng anh có nhiều tính cách ấy chứ. Được rồi, anh giúp tôi một lần, tôi trả anh một ân huệ, từ đây hai chúng ta thanh toán xong, trong lòng Ngụy Yên Nhiên cảm thấy buồn cười. Nói đi, chuyện gì, Ngụy Yên Nhiên lạnh lùng nhìn Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh bình tĩnh nói, tôi muốn gặp Diệp Minh Viễn một lần. Diệp Minh Viễn? Ngụy Yên Nhiên ngơ ngác, sau đó kinh ngạc nói, Diệp Minh Viễn nhà họ Diệp ở Long Đô. Là ông ta? Diệp Bắc Minh gật đầu. Ngụy Yên Nhiên mặt đầy hoài nghi, người thanh niên này tìm Diệp Minh Viễn làm gì? Hừ, có lẽ chỉ tùy tiện tìm một cái cớ, nhìn thấy râu roi của tôi nên muốn làm quen chứ gì, Ngụy Yên Nhiên bật cười suy đoán. Anh quen Diệp Minh Viễn? Không quen. Anh tìm ông ta làm gì? Không liên quan đến cô, Diệp Bắc Minh lắc đầu. Ngụy Yên Nhiên nghe thấy câu trả lời này thì càng thêm kết luận. Mục đích của Diệp Bắc Minh? Được, tôi giúp anh một lần, Ngụy Yên Nhiên cười đầy ẩn ý, cô ta xoay người lên xe, vừa hay tối nay có một buổi dạ tiệc từ thiện, hơn 1/3 nhân vật nổi tiếng ở Long Đô sẽ tham dự. Tối nay Diệp Minh Viễn có lẽ cũng sẽ đến. Tôi có thể giúp anh nhìn thấy ông ta từ xa một lần, nhưng anh không thể nói chuyện với ông ta, hơn nữa, anh cũng không đến gần ông ta được đâu. Bên cạnh ông ta có rất nhiều vệ sĩ. Tôi dẫn anh vào, anh nhìn thấy Diệp Minh Viễn một lần, hai chúng ta hết nợ. Diệp Bắc Minh tùy ý trả lời, được. Chỉ cần có thể nhìn thấy Diệp Minh Viễn là được. Lên xe. Ngụy Yên Nhiên mở miệng. Diệp Bắc Minh nhanh nhẹn bước lên. Vừa rồi Ngụy Yên Nhiên còn tưởng rằng Diệp Bắc Minh nhìn thấy chiếc Rolls-Royce, cho nên mới thay đổi chủ ý. Mục đích thật sự của Diệp Bắc Minh chỉ là để đến gần cô ta. Ngụy Yên Viên là viên ngọc quý trong tay nhà họ Ngụy, được vô số người cưng chiều ở Long Đô, người theo đuổi cũng đếm không kể xiết. Cô không cho rằng với vẻ đẹp của mình lại không hấp dẫn nổi Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh giả bộ lạnh lùng như vậy chỉ là để hấp dẫn cô ta thôi. Ha ha, tưởng rằng tôi là người phụ nữ ngu si hay não tàn trong bộ phim thần tượng. Trò lừa bịp vặt này tôi đã nhìn thấu hết tất cả rồi, Ngụy Yên Nhiên cười trong âm thầm. Trong lòng đầy kiêu ngạo. Cô cho rằng nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Trong 3 phút, Diệp Bắc Minh chắc chắn sẽ tìm cơ hội bắt chuyện với cô ta. Nhưng sau khi Diệp Bắc Minh lên Rolls-Royce, anh ngồi vào bên trong, nhắm mắt nghỉ ngơi. 5 phút, 10 phút sau, Diệp Bắc Minh cũng không có ý mở miệng nói chuyện. Kỳ quái vậy. Trong lòng Ngụy Yên Nhiên tò mò. Cô ta nhàm chán lướt điện thoại, trên thực tế đang lén quan sát Diệp Bắc Minh, chẳng lẽ mình đoán sai. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Không được, Ngụy Yên Nhiên, làm sao cô có thể có suy nghĩ này, không được rơi vào bẫy của người ta. Đây là một tên dân chơi thủ đoạn cao, đáng tiếc người anh đụng phải lại là tôi. Ngụy Yên Nhiên thầm nghĩ. Tốc độ Rolls-Royce rất nhanh, bởi vì có giấy phép đặc thù. Cả đường đèn xanh, sau khi rẽ vài lần, đi đến một khu biệt thự trên đường vành đai. Xe vừa mới dừng lại. Một người giúp việc đã ở đây chờ từ lâu, chào mừng cô về nhà. Ngụy Yên Nhiên đi xuống xe. Diệp Bắc Minh đi theo xuống. Dẫn anh ta đi tắm, đổi một bộ quần áo, Ngụy Yên Nhiên chỉ vào Diệp Bắc Minh, xoay người đi vào biệt thự. Diệp Bắc Minh cau mày, còn phải tắm. Ngụy Yên Nhiên cũng không quay đầu lại, giống như một nữ vương, hôm nay là tiệc từ thiện, trang phục này của anh không thể đi vào được. Anh không tắm thay quần áo cũng được thôi. Tối nay anh chắc chắn không thể nhìn thấy Diệp Minh Viễn. Được rồi. Diệp Bắc Minh đồng ý. Ngụy Yên Nhiên đi về phía biệt thự, khóe miệng nhếch lên nụ cười, khẽ nói, oát con, tôi mà không trị được anh. Một giờ sau, Diệp Bắc Minh tắm xong, thay sang một bộ vest sạch sẽ. Lúc anh xuất hiện trước mặt Ngụy Yên Nhiên, cô ta ngây người. Đẹp trai. Quá đẹp trai. Diệp Bắc Minh ở trên tàu cao tốc để tóc mái che kín hơn nửa lông mày. Sau khi thay sang bộ vest, còn có chuyên viên cắt tóc tạo kiểu cho anh. Kết hợp với bộ vest, trong nháy mắt từ một thanh niên trẻ tuổi hóa thành đại thiếu gia nhà giàu. Đặc biệt là sâu trong mắt Diệp Bắc Minh, dáng vẻ hờ hững và lạnh lùng suýt chút nữa đánh trúng tim Ngụy Yên Nhiên, khụ, anh, quá. Chữ, đẹp trai, suýt chút nữa bật thốt lên. Có đi hay không? Diệp Bắc Minh cau mày. Ngụy Yên Nhiên nuốt nước miếng, suýt chút nữa bị phát hiện. Cô ta thẹn quá hóa giận, trợn mắt nhìn Diệp Bắc Minh, anh gấp cái gì?
Dạ tiệc từ thiện bắt đầu từ 6 giờ, 5 rưỡi chúng ta đến cũng kịp. Bây giờ còn hơn một tiếng nữa, chờ đi. Cô ta xoay người chạy về phòng mình, chỉ còn lại Diệp Bắc Minh đứng trong phòng khách. Một tiếng sau, Ngụy Yên Nhiên lại xuất hiện. Cô ta thay sang bộ lễ phục dạ hội cao cấp, toàn thân nhìn ra khí chất, giống như đại minh tinh bước ra từ trong TV. Cô ta bước xuống từ cầu thang hình tròn trong biệt thự. Diệp Bắc Minh ngồi ở trên ghế sofa, ngay cả mí mắt cũng không ngẩng lên. Tên khốn này, không nhìn thấy mình sao? Ngụy Yên Nhiên có chút nổi nóng, này, anh tên gì? Đến bây giờ cô ta cũng không biết tên của Diệp Bắc Minh. Điều này có quan trọng không? Được, tôi không hỏi. Đi thôi. Ngụy Yên Nhiên chịu khuất phục, cảm giác không vui. Trông cũng đẹp trai, nhưng lại không biết đối nhân xử thế. Tính cách như vậy mà không biết đối nhân xử thế, làm sao lăn lộn được ở Long Đô? Một bình hoa mà thôi, Ngụy Yên Nhiên âm thầm lắc đầu. Hai người một trước một sau lên Rolls Royce, đi về phía dạ tiệc từ thiện. Dọc theo đường đi, Diệp Bắc Minh vẫn không nói câu nào. Ngụy Yên Nhiên đã bắt đầu hoài nghi bản thân, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ tên nhãi này thật sự đến tìm Diệp Minh Viễn? Thân phận của Diệp Minh Viễn rất cao, ở Long Đô cũng là nhân vật hàng đầu, so với địa vị của bố mình thì còn cao hơn hẳn nửa cái đầu cơ, một tên nhãi giang nam làm sao quen biết được Diệp Minh Viễn? Ngụy Yên Nhiên không thể nào nghĩ ra được. Lúc này, Rolls Royce đã tới dạ tiệc từ thiện. Sau khi Ngụy Yên Nhiên xuống xe đã cảnh cáo một câu, anh tùy tiện tìm một chỗ đợi là được, đến lúc đó Diệp Minh Viễn sẽ xuất hiện. Được. Diệp Bắc Minh nhanh nhẹn tìm một góc không ai để ý đến ngồi xuống. Ngụy Yên Nhiên thì vào nhóm thanh niên Long Đô, bắt đầu nói chuyện. Yên Nhiên, đó là ai vậy? Trông thật đẹp trai, đến cùng cậu à? Chẳng lẽ là bạn trai của cậu? Ha ha, tầm mắt cậu cao như vậy, Long Đô có bao nhiêu người theo đuổi cậu? Cậu đều không chịu, sao hôm nay lại dẫn một cậu nam đến tham gia dạ tiệc vậy? Mấy cô gái trong nhóm Ngụy Yên Nhiên đều cười trêu ghẹo. Bọn họ rất có khí chất, đều là con gái của những người đứng đầu. Hoặc là xuất thân cao quý, bố mẹ đảm nhiệm chức vụ quan trọng. Hoặc là đến từ thế gia. Không có ai là người tầm thường. Ngụy Yên Nhiên không vui nói, một người hôm nay tình cờ quen biết, mấy cậu đừng nói nhảm, tôi không có bất kỳ liên quan đến anh ta. Cùng lúc đó, ánh mắt mấy người trẻ tuổi khác cũng nhìn về phía Diệp Bắc Minh. Người này là ai vậy, sao lại đi cùng cô Ngụy? Đúng vậy, nhìn dáng vẻ không giống người trong giới. Chắc không phải tiểu thịt tươi trong giới giải trí đó chứ. Làm sao cô Ngụy lại có thể thích mặt hàng này được? Loại này so sánh thế nào được với thiếu dương của chúng ta? Mấy người trẻ tuổi bình luận, không ngừng lắc đầu. Ánh mắt nhìn về một chàng thanh niên tay cầm ly rượu vang đang ngồi trên sofa. Tần Thiếu Dương. Xuất thân từ phòng thứ ba nhà họ Tần ở Long Đô. Một trong tứ thiếu Long Đô. Mọi người đều biết hắn ta cũng là người trong giới Long Đô, một trong những người theo đuổi Ngụy Yên Nhiên. Ngụy Yên Nhiên là tiểu thư của nhà Ngụy Long Đô, được ông cụ Ngụy cực kỳ yêu thương. Người bình thường nào hàng phục được cành phượng này? Ngụy Yên Nhiên cũng chưa từng truyền ra xì căng đan, chứ đừng nói đến có bạn trai. Nhưng hôm nay cô ta lại dẫn theo một chàng thanh niên tham gia một dạ tiệc từ thiện quan trọng, nói bọn họ không có liên quan, không ai tin. Thử xem anh ta chọn đường nào. Tần Thiếu Dương lạnh lùng mở miệng. Một thanh niên tên là Chu Tông bật cười, để tôi xử lý anh ta nhé. Đừng gây ra động tĩnh quá lớn. Tần Thiếu Dương mỉm cười, khẽ nhấp một ngụm rượu vang. Tôi đã làm việc thì anh cứ yên tâm. Chu Tông nhận được câu trả lời khẳng định của Tần Thiếu Dương, lập tức trở nên vô cùng kích động. Nếu không thì hắn ta cũng không dám làm bậy trong dạ tiệc từ thiện đẳng cấp này. Ngộ nhỡ khiến những nhân vật lớn kia không vui, nhà họ Chu của hắn ta cũng sẽ xui xẻo theo. Có lời này của Tần Thiếu Dương, hắn ta liền có thêm động lực. Diệp Bắc Minh tìm một chỗ vắng vẻ nhất ngồi xuống, cố gắng hết sức không hấp dẫn sự chú ý của người khác. Anh chỉ muốn chờ đợi Diệp Minh Viễn xuất hiện. Mỗi một người phục vụ gần như đều là võ giả cấp thiên. Bảo vệ ở cửa cũng là võ giả tông sư cải trang. Trong bóng tối có ít nhất mười mấy tông sư. Người bình thường không biết, bên ngoài còn có quân đội trú đóng, vô cùng kiên cố, đây chính là Long Đô sao. Một dạ tiệc từ thiện có ít nhất ba mươi mấy tông sư có mặt. Diệp Bắc Minh trong lòng thầm nghĩ.
anh đến đây chưa tới 5 phút đã tìm ra tất cả vị trí của tông sư võ đạo. Cộp cộp cộp, âm thanh dày ra truyền vào lỗ tai. Chu Tông từ phía xa đi đến. Diệp Bắc Minh nhướng mày, phiền toái đến. Là Chu Tông. Trong đám chị em, Ngụy Yên Nhiên cũng phát hiện ra Chu Tông đi về phía Diệp Bắc Minh. Yên Nhiên, Chu Tông không phải người hiền lành gì, bạn trai bé nhỏ của cậu chịu thiệt rồi, một cô gái cười nói. Đôi mi thanh tú của Ngụy Yên Nhiên khẽ nhăn lại, cô ta hừ lạnh, anh ta nóng tính, để anh ta chịu thua thiệt ở đây, con đường đời người sau này sẽ dễ đi hơn nhiều. Cô ta cũng không cho rằng Diệp Bắc Minh dám ra tay ở đây. Mặc dù thân thủ anh không tệ. Lúc này, Chu Tông đã đi đến bên cạnh Diệp Bắc Minh. Từ trên nhìn xuống, mắt nhìn xuống Diệp Bắc Minh, giọng điệu ngạo mạn, thằng nhãi, lai lịch gì? 3 giây, tự giới thiệu. Cút. Diệp Bắc Minh chỉ có một chữ. Chu Tông nổi giận đùng đùng, lạnh lùng nói, mày nói gì? Kìa, đây là bạn trai của cậu đấy, cậu cứ để anh ta bị ức hiếp vậy sao? Một cô gái khác kinh ngạc nói. Ngụy Yên Nhiên liếc mắt, đã nói rồi, anh ta không phải bạn trai tôi. Ồ, vậy sau này thì sao? Một cô gái hỏi. Sau này, ha ha, xem biểu hiện của anh ta đã, Ngụy Yên Nhiên sững sờ, đột nhiên khẽ cười một tiếng. Hả? Mấy cô gái đều ngơ ngác. Bọn họ đang đùa, đang trêu ghẹo Ngụy Yên Nhiên. Ai cũng nhìn ra Ngụy Yên Nhiên không thể nào để ý đến Diệp Bắc Minh. Nhưng không ngờ Ngụy Yên Nhiên lại trả lời như vậy. Vào lúc mấy cô gái đang sững sờ. Bốp, đột nhiên, một âm thanh giòn giã truyền tới. Chu Tông như chó chết bay ra ngoài, đụng đổ mấy bàn rượu, ngã lăn trên đất. Khuôn mặt sưng húp như đầu heo, mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép. A, à, các chị em của Ngụy Yên Nhiên còn đang bàn luận về Diệp Bắc Minh. Biến cố đột nhiên xuất hiện, dọa bọn họ giật mình. Cái gì? Con người Ngụy Yên Nhiên co rút, không ngờ Diệp Bắc Minh dám ra tay ở đây. Sắc mặt Tần Thiếu Dương u ám, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Hắn ta nằm mơ cũng không ngờ một thanh niên không biết đến từ đâu lại dám đánh người ở đây. Tình huống gì vậy? Sao lại đánh nhau? Một vài nhà giàu ở Long Đô, nhân vật thân phận tôn quý và minh tinh siêu cấp tuyến một cũng kinh ngạc nhìn sang. Diệp Bắc Minh cũng cảm nhận được, một vài võ giả là người phục vụ ở trong bóng tối và còn có tông sư ẩn núp cũng tập trung về phía anh. Diệp Bắc Minh nhướng mày. Chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào. Ai gây chuyện ở đây? Đúng là to gan, một người đàn ông trung niên áo vest dày da bước nhanh tới, sau khi những võ giả nhìn thấy người này, yên lặng dừng bước. Xem ra là quản sự đến. Ông ô, chính là người này. Chu Tông chỉ nói với hắn 2 câu, hắn liền ra tay đánh người. Hành động của người này quả đúng là du côn. Báo cảnh sát bắt hắn lại. Mấy thanh niên bên cạnh Tần Thiếu Dương lớn tiếng hô lên. Sắc mặt Tần Thiếu Dương cũng u ám đến đáng sợ. Nhưng bụng dạ hắn ta thâm sâu, không nói gì cả. Ngụy Yên Nhiên thấy vậy, nhanh chóng tiến lên, ngăn trước mặt Diệp Bắc Minh, ông ô, tất cả những thứ này đều là hiểu lầm. Cô Ngụy, ô Bách Thuận sững sờ, đây là bạn cô. Đúng vậy, là tôi đưa anh ta vào đây, Ngụy Yên Nhiên thừa nhận. Ô Bách Thuận nhớn mày, trầm giọng nói, cô Ngụy, dạ tiệc từ thiện hôm nay quan trọng thế nào, cô không phải không biết chứ. Náo nhiệt như vậy. Tôi không muốn xảy ra lần thứ hai. Tôi nể mặt người nhà họ Ngụy. Có nhà họ Ngụy ra mặt, chuyện đến đây là kết thúc. Ô Bách Thuận cũng không phải kẻ ngốc, một Chu Tông không cần thiết phải tra cứu. Cảm ơn. Ngụy Yên Nhiên gật đầu, quay đầu trợn mắt nhìn Diệp Bắc Minh, đừng náo loạn, nếu không anh sẽ bị đuổi ra ngoài. Diệp Bắc Minh nhún vai, là hắn tìm tôi gây phiền phức. Anh... Ngụy Yên Nhiên hết nói nổi, anh không thể nhịn một chút sao? Trong từ điển của tôi không có chữ nhịn. Diệp Bắc Minh cười một tiếng. Cậu thanh niên, tôi biết cậu nóng tính, nhưng đây là Long Đô. Bình tĩnh lại đi, nếu không cậu sẽ rất thảm. Ô Bách Thuận cảnh cáo Diệp Bắc Minh đôi câu, lúc chuẩn bị rời đi. Mọi người đều cho rằng náo loạn sẽ kết thúc tại đây. Chu Tông bị thương, nhân viên y tế tới đây kiểm tra một hồi. Hắn ta chỉ ngất đi, không có gì đáng ngại. Đột nhiên, Diệp Bắc Minh di chuyển. Dưới cái nhìn chăm chú của vô số người, anh lại đi về phía Tần Thiếu Dương. Lẽ nào? Nhìn thấy cảnh tượng này, đồng tử tất cả đám nhà giàu ở đây đều co rút lại.
Trong lòng bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ đến một khả năng đáng sợ, chẳng lẽ thanh niên này không chịu cứ để như vậy? Ai cũng biết Chu Tông là người của Tần Thiếu Dương. Diệp Bắc Minh đi tới bên cạnh Tần Thiếu Dương, lạnh lùng nhìn hắn ta, quỳ xuống, nói xin lỗi. Soạt, xung quanh khiếp sợ. Tất cả mọi người đều ngây ngốc tại chỗ, trợn tròn hai mắt, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Thanh niên này lại muốn Tần Thiếu Dương quỳ xuống. Anh nói gì? Anh bảo tôi quỳ xuống. Tần Thiếu Dương cũng ngây người, ánh mắt hung hãn co quắp. Trong đôi mắt hắn ta toát ra một luồng lửa giận vô hình, cháy hừng hực. Này, anh làm gì vậy? Ngụy Yên Nhiên cũng bàng hoàng. Các chị em của cô ta cũng bày ra vẻ mặt không tưởng tượng nổi. Kích động đến dậm chân. Ôi trời ơi! Yên Nhiên, anh bạn trai này của cậu tính khí lớn quá. Tôi thích tính cách này. Đừng nói nhảm, anh ta gây phiền phức rồi, chân mày Ngụy Yên Nhiên nhíu chặt lại. Tôi có nghe nhầm không? Sau lưng Ngụy Yên Nhiên, một cô gái mặc yếm quần ngắn kêu lên, anh ta bảo Tần Thiếu Dương quỳ xuống. Tần Thiếu Dương là một trong tứ thiếu Long Đô đó. Mấy cô gái sau lưng Ngụy Yên Nhiên liền ngây ra tại chỗ. Ô Bách Thuận đang muốn rời đi, nghe thấy lời này cũng kinh ngạc quay đầu lại. Xung quanh tĩnh lặng. Ha 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 ha. Tần Thiếu Dương giận đến bật cười, hắn ta làm động tác ngoáy lỗ tai, anh có biết mình đang nói chuyện với ai không? Anh bảo tôi quỳ xuống. Anh có biết tôi là ai không? Hội trường cực kỳ yên tĩnh. Diệp Bắc Minh nhàn nhạt lên tiếng, ồ, anh là ai? Anh không biết tôi là ai? Tần Thiếu Dương ngơ ngẩn, sau đó lạnh giọng nói, Tần Tướng Thần là ông nội tôi. Tần Vinh An là bố tôi. Đường Kình Thương là ông ngoại tôi. Tần Tướng Thần, ông cụ nhà họ Tần thuộc 10 thế gia lớn Long Đô, từng đảm nhiệm chức vụ quan trọng ở Trung Khu. Tần Vinh An, chủ tịch tập đoàn Thái Hoa, giá trị bản thân lên đến mấy trăm tỷ, nắm trong tay 10 tập đoàn xuyên quốc gia. Đường Kình Thương, một trong 10 chiến thần lớn của bộ đội đặc chủng Long Hồn. Thân phận của ba người này đều kinh khủng dọa người. Ba người liên hiệp với nhau, toàn bộ Long Quốc không có mấy người có thể động vào Tần Thiếu Dương. Nếu không, làm sao Tần Thiếu Dương có thể trở thành một trong tứ thiếu Long Đô? Bây giờ anh đã biết tôi là ai chưa? Tần Thiếu Dương nghiêng đầu, chăm chú nhìn Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh gật đầu, biết, anh có thể quỳ xuống rồi. Anh nói gì? Tần Thiếu Dương ngây người. Rít. Những nhà giàu khác ở đây ngược lại hít hơi lạnh. Mắt đẹp của Ngụy Yên Nhiên trợn tròn, miệng nhỏ mở ra có thể nhét vừa quả trứng gà, anh điên rồi. Yên Nhiên, anh ta điên thật rồi. Đây chắc chắn là tên thần kinh. Các chị em của Ngụy Yên Nhiên hoảng sợ đến mức mặt đỏ tía tai. Ngực phập phồng kịch liệt. Tôi nói là quỳ xuống, Diệp Bắc Minh dậm chân, một luồng sát khí đập vào mặt. Toàn thân Tần Thiếu Dương run rẩy, cơ thể sụi lơ, ngã từ trên sofa xuống. Hai đầu gối đập xuống sàn nhà. Phốc, Tần Thiếu Dương quỳ rồi. Không phải can tâm tình nguyện quỳ xuống, mà là bị uy thế khủng khiếp của Diệp Bắc Minh ép quỳ. Mày! Tần Thiếu Dương ngẩng đầu lên, trong mắt đầy tơ máu, tôi với anh không thù không oán, sao anh lại đối xử với tôi như thế? Mặt Diệp Bắc Minh đầy vẻ buồn cười, không thù không oán. Nếu đã không thù không oán, thì tại sao lại cho người tới gây chuyện với tôi? Con người tôi rất dễ nói chuyện, anh dập đầu ba cái, nói lời xin lỗi rồi chuyện xem như bỏ qua. Cái gì? Ngọn lửa giận trong lòng Tần Thiếu Dương lập tức bùng lên. Với thân phận của hắn ta mà dám bắt hắn ta phải dập đầu xin lỗi ấy hả? Có khác gì giết chết hắn ta đâu? Thanh niên đó làm cái gì thế? Cậu ta muốn Tần Thiếu Dương dập đầu xin lỗi ấy hả? Thế có khác gì vả thẳng vào mặt ông cụ Tần, ông Tần và chiến thần Kình Thương đâu? Một số người giàu có của Long Đô phía xa sợ tới mức không ngừng lùi về phía sau. Ngụy Yên Nhiên lớn tiếng gọi, này, rốt cuộc anh là ai thế? Đừng làm vậy. Nơi này là Long Đô, là một buổi tiệc tối cực kỳ quan trọng. Anh làm như thế sẽ xảy ra chuyện đó. Ngụy Yên Nhiên đã bị dọa sợ, đây là lần đầu tiên cô ta nói với giọng điệu cầu xin như thế, xem như tôi cầu xin anh được không, đừng làm bậy, chúng ta đi về trước đi. Ô Bách Thuận vội vàng nói, thanh niên, đừng làm bậy. Tông sư võ đạo trong bóng tôi cũng nhận ra tình huống bên này, lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện trong nhóm người đang vây xem.
Bọn họ chuẩn bị tinh thần để ra tay bất kỳ lúc nào, giết chết Diệp Bắc Minh. Trong tình huống này, Diệp Bắc Minh là ai, có thân phận gì đều không còn quan trọng nữa. Giết chết anh với tốc độ nhanh nhất, giữ trật tự hiện trường mới là chuyện quan trọng nhất. Tất nhiên Diệp Bắc Minh cũng nhận ra sự bao vây của đám tống sư võ đạo kia, anh căn bản không thèm quan tâm, nhìn Tần Thiếu Dương, vẫn là câu nói đó, dập đầu, xin lỗi. Nếu tôi không dập đầu xin lỗi thì sao? Con người Tần Thiếu Dương như lưỡi kiếm sắc bén lạnh như băng. Thế thì chết, Diệp Bắc Minh phun ra ba chữ. Anh dám giết tôi ư, Tần Thiếu Dương sửng sốt, sau đó nở nụ cười. Thế thì cứ giết vậy. Diệp Bắc Minh gật đầu, một cái tát đánh thẳng xuống đỉnh đầu Tần Thiếu Dương. Cái gì? Đồng tử Tần Thiếu Dương co rụt lại, vẻ mặt đầy kinh hoàng. Bốp! Một tiếng giòn tan vang lên, đỉnh đầu Tần Thiếu Dương lập tức bị Diệp Bắc Minh đánh nát. Đến tận lúc chết mặt hắn ta vẫn tràn ngập vẻ hoảng sợ. Tần Thiếu Dương đến lúc chết vẫn không ngờ Diệp Bắc Minh lại dám giết mình. Sao anh dám? Thằng danh này rốt cuộc là ai? Đáng tiếc, đời này Tần Thiếu Dương không còn cơ hội để biết nữa. Anh Tần! Đám cá mè một lứa bạn Tần Thiếu Dương cũng hét lên đầy hoảng sợ. Anh giết Tần Thiếu Dương! Ngụy Yên Nhiên sợ ngây người, mặt mũi tái mét. Cô gái sau lưng cô ta lại chạy đi xa hơn một chút. Đám nhà giàu Long Đô cũng lùi về phía sau, chạy đến một nơi có vẻ an toàn. Sau đó hoảng sợ nhìn về phía Diệp Bắc Minh, thanh niên này là ai vậy? Nó dám giết Tần Thiếu Dương. Cậu dám giết cậu Tần ư? Người đâu, ô Bách Thuận tức sắp điên lên được. Tần Thiếu Dương. Con mẹ nó đó chính là Tần Thiếu Dương. Tần Tướng Thần, Tần Vinh An, Đường Kình Thương. Sẽ không ai bỏ qua cho anh. Lửa giận của cả nhà họ Tần mà bùng lên, thì cả Long Đô này không ai có thể gánh vác nổi. Bắt nó lại cho tôi. Giữ một hơi tàn là được, tàn phế cũng không sao, ô Bách Thuận tức giận hét lên, căm tức đến mức mặt mũi biến dạng. Lúc này, từ bốn phương tám hướng xung quanh Diệp Bắc Minh xuất hiện bốn tông sư võ đạo. Dàn trận bao vây anh. Đồng thời, một chiếc Rolls Royce dừng lại trước cửa hội trường tiệc từ thiện. Một người đàn ông trung niên mặc tây trang mang giày da đi từng bước trên thảm đỏ tới. Lập tức có người báo cáo, ông Diệp, buổi tiệc từ thiện tối nay bị hủy bỏ rồi, bên trong đang xảy ra chuyện lớn. Chuyện gì? Diệp Minh Viễn nhướng mày. Tần Thiếu Dương bị giết. Cái gì? Dù là người có thân phận to như Diệp Minh Viễn cũng giật mình, anh nói cái gì? Tần Thiếu Dương, anh có chắc là Tần Thiếu Dương không? Đúng vậy. Người báo cáo gật đầu. Đi xem, ai dám to gan như thế, sắc mặt Diệp Minh Viễn chợt tối xuống. Trong lòng ông ta đã sớm nhấc lên một hồi mưa to gió lớn. Đó là Tần Thiếu Dương đấy. Cậu ta chết rồi ư. Mấy lão già nhà họ Tần kia chắc chắn sẽ nổi điên. Cả Đường Kình Thương nữa. Một trong thập đại chiến thần Long Hồn, Đường Kình Thương. Cực kỳ yêu thương, cưng chiều Tần Thiếu Dương. Cũng vì thân phận đó. Nên Tần Thiếu Dương mới có thể hoành hành ngang dọc ở Long Đô, cũng chẳng có ai dám ý kiến. Hôm nay, Tần Thiếu Dương lại bị giết. Rốt cuộc là ai giết, Diệp Minh Viễn hết sức tò mò. Khi ông ta vào trong hội trường, nhìn từ đằng xa, thì đồng tử chợt co rụt lại. Ông Diệp, chính là thanh niên đó, có người chỉ vào Diệp Bắc Minh đang bị bốn tông sư võ đạo vây quanh xa xa. Vẻ mặt Diệp Minh Viễn cực kỳ đặc sắc. Kinh ngạc, ngạc nhiên. Bất ngờ, kinh hãi, nặng nề. Các loại biểu cảm chợt lướt qua trên mặt ông ta, sao nó lại tới Long Đô vậy? Đi! Diệp Minh Viễn không dừng lại dù chỉ là một giây một phút, vội vàng xoay lưng bỏ đi. Diệp Bắc Minh không biết, cơ hội gặp được Diệp Minh Viễn của anh đã trôi qua như thế. Thanh niên, cậu là ai mà to gan như thế, dám giết người ở Long Đô? Bốn võ giả tông sư sải bước đi tới. Khí thế đầy mạnh mẽ. Trong đó có một tông sư lạnh giọng nói, cậu có biết mình đã giết chết ai không? Tần Thiếu Dương, còn về nguyên nhân thì có vẻ khá là gay gắt, Diệp Bắc Minh thản nhiên trả lời. Biết mà cậu vẫn giết người ta ư? Một vị tông sư khác nhướng mày lên cao, cậu có biết là bản thân đã gặp phải họa ngập trời rồi không? Trời cũng bị cậu đâm thủng rồi. Cậu làm như thế, có thể sẽ làm liên lụy đến cả cửu tộc. Sư phụ của cậu là ai? Diệp Bắc Minh lắc đầu, sư phụ tôi, các người không xứng được biết.
cũng cứng miệng đấy nhỉ, khoảnh khắc cậu ngã xuống, không biết có còn mạnh miệng như thế nữa không, một tông sư sau lưng Diệp Bắc Minh cười lạnh. Ông ta nhấc chân đi, như một bóng ma xuất hiện sau lưng Diệp Bắc Minh. Sơ bàn tay to như cái quạt hương bổ tấn công sau lưng anh. Khoảng cách này, có thể giết chết anh trong giây lát. Ba tông sư khác thấy thế thì không định ra tay nữa. Răng rắc. Một tiếng giòn vang. Phụt. Tông sư ra tay chợt phun ngụm máu tươi, vẻ mặt đầy khiếp sợ. Diệp Bắc Minh vốn đưa lưng về phía ông ta đã xoay người lại từ lúc nào. Một đấm tung ra. Dừng ở lồng ngực ông ta. Tim của tông sư đó đã ngừng đập, văng ra xa như một con chó chết. Sao lại như thế? Trong mắt của mấy tông sư kia đều rơi xuống hết. Mồ hôi lạnh lập tức tuôn ra. Một đấm giết chết tông sư kia. Má! Đúng là đáng sợ quá mà. Trong một thoáng ngắn ngủi ba tông sư kia ngẩn người, Diệp Bắc Minh đã chủ động ra tay, như bóng ma xuất hiện trước mặt ba người. Bốp bốp bốp! Mỗi đấm một người, tất cả đều dừng ở trái tim họ. Tim của cả bốn tông sư kia trực tiếp bị đánh nát. Lập tức chết không kịp chăn chối. Cậu! Ô Bách Thuận run rẩy chỉ vào Diệp Bắc Minh, tất cả đều sợ choáng váng. Cả người Ngụy Yên Nhiên cũng run rẩy, cơ thể của ông ta trở nên cứng đờ đứng đó, kinh hãi nhìn Diệp Bắc Minh. Tất cả mấy ông lớn ở đó đều ngơ ngác. Đó chính là võ giả cấp tông sư đấy, cứ thể bị một đấm đánh chết thế hả? Cậu rốt cuộc là ai? Ô Bách Thuận vội hỏi. Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh thản nhiên phun ra ba chữ. Diệp Bắc Minh. Cậu chính là Diệp Bắc Minh. Chính là Diệp Bắc Minh ở Giang Nam đó hả? Ô Bách Thuận bật thốt, giọng nói run run. Mấy ông lớn ở Long Đô cũng lập tức nổ tung. Cậu ta chính là Diệp Bắc Minh. Chuyện ở Giang Nam đã quá ầm ĩ rồi, sao Long Đô không biết cho được? Nhà họ Triệu là gia tộc theo đường làm quan ở Giang Nam. Tuy không bằng các thế gia nhưng cũng là danh môn vọng tộc. Lại bị Diệp Bắc Minh tiêu diệt. Vua Giang Nam cũng chết vì Diệp Bắc Minh. Con trai chiến thần Lăng Phong cũng bị Diệp Bắc Minh giết chết. Đủ mọi chiến tích đáng sợ ập vào não bộ đám nhà giàu ở Long Đô. Anh ta chính là Diệp Bắc Minh ư. Ngụy Yên Nhiên đứng ngây người ở đó, thì thào tự nói. Bắt nó, mau bắt nó cho tôi, Ô Bách Thuận kịp phản ứng lại, nói to. Tất cả những tông sư ẩn nấp trong tiệc từ thiện hôm đó đều lao tới, tổng cộng 30 mấy người. Bao gồm quân đội đóng quân ngoài cửa hội trường cũng lao tới. Súng vác trên vai, đạn lên nòng, tất cả đều nắm vào Diệp Bắc Minh. Con trai! Một tiếng hét đau xé nát tâm can vang lên. Một người đàn ông trung niên vội vàng lao tới, hai mắt đỏ bừng. Tần Vinh An! Bố của Tần Thiếu Dương! Tối nay ông ta cũng định tới tham gia tiệc tối. Mới đi được nửa đường đã hay tin con trai mình bị giết. Tài xế vượt hẳn mười mấy cái đèn đỏ, cuối cùng cũng đuổi tới hiện trường. Nhìn thấy xác của Tần Thiếu Dương lẳng lặng nằm bên chân Diệp Bắc Minh, lòng Tần Vinh An như vỡ nát. Ông Tần! Ô Bách Thuận nhìn thấy Tần Vinh An như gặp được người đáng tin cậy nhất. Bốp! Tần Vinh An vung tay tát mạnh một cái, khiến Ô Bách Thuận ngã nhào xuống đất. Ô Bách Thuận, ông làm việc cái kiểu đó hả? Con tôi chết rồi. Chuyện này ông không thể thoát khỏi liên can đâu, Tần Vinh An như quả bom bùng nổ. Vợ ông ta đã qua đời từ sớm. Cũng vì Tần Thiếu Dương được chiến thần Đường Kình Thương yêu quý nên mới ủng hộ cho nhà họ Tần. Bây giờ Tần Thiếu Dương đã chết. Đường Kình Thương không còn vướng bận gì nữa, thì sao mà tiếp tục ủng hộ cho nhà họ Tần. Vì thế, Tần Vinh An không chỉ mất đi một đứa con trai, mà còn mất đi sự ủng hộ của một trong 10 đại chiến thần Long Hồn. Tổn thất đó còn khiến ông ta khó chịu hơn cả mất đi con trai. Ông Tần, chuyện này không liên quan gì đến tôi, là thanh niên tên Diệp Bắc Minh kia làm, Ô Bách Thuận sắp khóc đến nơi. Cậu quả nhiên là Diệp Bắc Minh. Ở bên cạnh Tần Vinh An còn có một người đàn ông của đảo quốc Đông Doanh. Masao Tokugawa. Ông ta từng thấy ảnh chụp Diệp Bắc Minh. Vừa tới đây ông ta đã cảm thấy Diệp Bắc Minh quen mắt. Quả nhiên là anh. Mày chính là Diệp Bắc Minh hả? Tần Vinh An chợt sững người, sau đó hét lớn, tao không cần biết mày là ai. Giết chết nó cho tôi. Ông Tần, tôi góp một tay. Trong mắt Masao Tokugawa đầy vẻ độc ác tàn nhẫn, nó phá hủy thương hội Đông Doanh của tôi vẫn chưa tính sổ với nó. Hôm nay có thêm thù mới của ông Tần,
cộng với thủ cũ với người Đông Doanh, chúng ta tính chung. Hai tên người Đông Doanh đi từ sau lưng Masao Tokugawa ra. Hơi thở của bọn họ cực kỳ âm u, lạnh lẽo hệt như loài rắn độc. Masao Tokugawa, chuyện người Long Quốc tôi không mượn người Đông Doanh ông nhúng tay vào, Tần Vinh An lạnh lùng nói. Khiến con người ta cảm thấy khá bất ngờ. Ông Tần, ông chắc chứ? Sắc mặt Masao Tokugawa hơi khó coi. Hai người sau lưng ông ta có thực lực của Đại Tông Sư. Nếu ra tay, chắc chắn sẽ giết chết Diệp Bắc Minh. Thương hội Đông Doanh bị diệt, bây giờ toàn bộ Giang Nam đã nằm trong sự kiểm soát của Diệp Bắc Minh. Masao Tokugawa không thể tiếp tục kế hoạch của mình nên mới tới Long Đô, chuẩn bị tìm kiếm cơ hội khác. Không ngờ được rằng ở Long Đô này cũng gặp phải Diệp Bắc Minh. Thằng danh này đúng là âm hồn không tan. Có cơ hội này, tất nhiên Masao Tokugawa rất muốn giết chết Diệp Bắc Minh. Tuy rằng Tần Vinh An vô cùng tức giận, nhưng từ tận đáy lòng ông ta vẫn khinh thường người Đông Doanh. Còn ông ta bị giết, bản thân ông ta có thể tự báo thù, cần gì phải chờ đến người Đông Doanh nhúng tay. Ông Lâm, giao cho ông đấy, Tần Vinh An lạnh giọng nói. Sau lưng ông ta chợt xuất hiện một ông lão, có yêu cầu gì khác không? Lâm Thiên Tuyệt, gia chủ của nhà họ Lâm, một thế gia võ đạo Tây Nam. Thực lực Đại Tông Sư, xếp hạng thứ 163 trên bảng xếp hạng Tông Sư Châu Á. Chỉ có một yêu cầu, tôi muốn nó phải chết, chôn cùng với con trai tôi, Tần Vinh An nghiến răng nghiến lợi nói. Lâm Thiên Tuyệt khẽ gật đầu, gương mặt già nua như đóa hoa cúc chen lấn một chỗ, anh Tần. Tổ tiên nhà họ Lâm tôi thiếu nhà họ Tần một ân tình. Tôi đã từng nói mình sẽ giúp anh ra tay 3 lần, đây đã là lần thứ 3. Nếu tôi giết chết thanh niên này, từ nay về sau nhà họ Lâm Tây Nam và nhà họ Tần Long Đô sẽ không còn liên quan nữa. Anh có chắc không? Lâm Thiên Tuyệt khoanh tay đứng đó. Ngẩng cao đầu. Cảm giác đầy khí thế và trải đời. Trong mắt ông ta, Diệp Bắc Minh chỉ là một con kiến. Chỉ cần vung tay là có thể giết chết. Hẹn ước của nhà họ Lâm và nhà họ Tần còn quan trọng hơn cả mạng của Diệp Bắc Minh rất nhiều lần. Nghiền chết một con kiến, có cần phải dùng đến cơ hội để ông ta ra tay hay không? Lâm Thiên Tuyệt cảm thấy giá trị con người mình bị giảm xuống. Chắc chắn. Tần Vinh An gật đầu. Ông ta trực tiếp dùng đến Lâm Thiên Tuyệt vì không muốn cho Diệp Bắc Minh bất kỳ một cơ hội nào. Lâm Thiên Tuyệt nhướng mày, lặng lẽ thở dài, được rồi. Ông ta có chút thất vọng, cũng cảm thấy không đáng cho chính bản thân mình. Nhưng nếu Tần Vinh An đã quyết định thì ông ta cũng không nói lời vô nghĩa làm gì nữa. Ông ta đảo mắt, dừng lại trên người Diệp Bắc Minh, nói, thanh niên, đừng trách lão già này nhé. Bộp, lời vừa dứt, Lâm Thiên Tuyệt như thương long nhanh chóng xuất hiện trước mặt Diệp Bắc Minh. Ánh mắt của mọi người còn chưa kịp di chuyển. Thì Lâm Thiên Tuyệt đã ra tay, giơ bàn tay khô héo đấm thẳng vào ngực Diệp Bắc Minh. Một đấm là đủ. Bốp. Một giây sau đó, Diệp Bắc Minh đã giơ tay, trực tiếp tóm lấy tay Lâm Thiên Tuyệt. Khiến ông ta không thể nhúc nhích được, như bị sắt tay trói chặt. Cái gì? Gương mặt bình tĩnh của Lâm Thiên Tuyệt có sự thay đổi lớn, không dám tin nói, sao lại như thế? Sức mạnh của thanh niên đó lại khủng bố đến như thế ư? Lâm Thiên Tuyệt vô cùng kinh ngạc. Ông Lâm. Tần Vinh An cũng nhướng mày, cảm thấy bất an. Ngụy Yên Nhiên há miệng, anh ta vừa chặn đòn tấn công của một đại tông sư. Má ơi! Ô Bách Thuận đặt mông ngồi xuống đất, suýt chút nữa sợ choáng váng. Chỉ có một mình Masao Tokugawa là có sắc mặt nặng nề, dáng vẻ quả nhiên là như thế, thằng danh này, thực lực võ đạo đã tới cảnh giới đại tông sư. Đại tông sư, nó mới có bao nhiêu tuổi? Mặt Tần Vinh An lập tức biến sắc. Đại tông sư! Ngụy Yên Nhiên đã hoàn toàn sợ ngây người. Cô ta không phải là võ giả, nhưng vẫn có thể hiểu được ý nghĩa của Đại Tông Sư. Chẳng có gì là không thể cả, Diệp Bắc Minh lắc đầu, mỉm cười nhìn Lâm Thiên Tuyệt. Ha ha, cậu tưởng là chỉ như thế là đủ. Sau một thoáng khiếp sợ ngắn ngủi, Lâm Thiên Tuyệt bỗng nhiên nở nụ cười. Cánh tay ông ta bỗng chấn động, nội kình bùng lên mạnh mẽ. Một luồng nội kình hừng hực từ trong ngực ông ta bùng lên, như hỏa tiễn được phóng lên trời. Diệp Bắc Minh có cảm giác sức mạnh chỗ cánh tay Lâm Thiên Tuyệt bỗng tăng vọt. Nhưng anh hoàn toàn không quan tâm. Cổ tay dùng sức vặn một cái, luồng sức mạnh đánh úp tới.
A! À, Lâm Thiên Tuyệt hét thảm một tiếng, xương cánh tay đã bị Diệp Bắc Minh bẻ gãy. Thằng danh con, mày dám! Lâm Thiên Tuyệt gào thế, bất chấp hình tượng của một đại tông sư, giơ cánh tay còn lại lên, chộp tới Diệp Bắc Minh. Muốn một đòn bóp chặt cổ họng anh. Tàn nhẫn thế, vậy thì không giữ ông lại được rồi, Diệp Bắc Minh cười lạnh một tiếng. Tay còn lại của anh giơ lên, như tia chớp. Răng rắc. Sau khi tóm lấy tay còn lại của Lâm Thiên Tuyệt thì dùng sức bẻ gãy. A! À, Lâm Thiên Tuyệt kêu la thảm thiết. Bốp! Diệp Bắc Minh lại đá một cái vào bụng Lâm Thiên Tuyệt. Dứt khoát và nhanh chóng. Một đá. Đan điền trực tiếp nổ tung. Nội kình tan đi. Lâm Thiên Tuyệt nằm dưới đất không ngừng run rẩy như một con chó sắp chết. Nhìn là biết chẳng còn bao hơi tàn. Một đại tông sư mà còn chẳng thể kiên trì nổi 10 hiệp đã bị phế bỏ hoàn toàn. Diệp Bắc Minh mạnh đến mức nào? Mấy tay giàu có ở Long Đô nhìn Diệp Bắc Minh thật lâu, nhớ thật kỹ gương mặt thanh niên này. Trời ơi, có còn là người nữa không? Ô Bách Thuận như bị thứ gì đó kích thích, lớn tiếng kêu lên. Diệp Bắc Minh, anh ta tên là Diệp Bắc Minh hả? Ngụy Yên Nhiên xúc động đến mức cả người run run, máu nóng trong người cũng sôi trào lên. Cô ta vô cùng kinh hãi, vô cùng khiếp sợ. Thậm chí, còn có chút hưng phấn, cảm giác như trong người có một dòng điện lướt qua. Trái tim nhỏ bé cứ đập nhanh thình thịch. Trong khoảnh khắc đó, cảm giác của cô ta về Diệp Bắc Minh đã có chút thay đổi. Bộp 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 bộp. Lúc này, Diệp Bắc Minh đi từng bước tới chỗ Tần Vinh An. Mày! Tần Vinh An sợ ngây người, mí mắt giật liên tục. Không thể giữ được bình tĩnh. Ông ta lùi về sau theo bản năng, mày muốn làm gì? Mày muốn giết cả tao ư? Diệp Bắc Minh không thèm liếc Tần Vinh An lấy một lần. Ánh mắt chuyển sang Masao Tokugawa bên cạnh, lúc nãy ông muốn giết tôi hả? Cậu Diệp Bắc Minh, cậu thật sự muốn đối đầu với Tenzin gia ư? Masao Tokugawa lạnh giọng nói, vô cùng kiêng dè. Bộp, bộp. Hai võ giả đông doanh ánh mắt lạnh lùng sau lưng Masao Tokugawa chắn trước mặt ông ta. Tần Vinh An thấy thế bèn lặng lẽ lùi sang một bên, bấm hai số điện thoại. Alo, bố ơi, đã xảy ra chuyện rồi. Hu hu hu, bố vợ, Thiếu Dương bị người giết rồi. Diệp Bắc Minh không trả lời câu hỏi của Masao Tokugawa, lúc nãy ông đã để lộ sát ý với tôi hả? Cậu tiêu diệt thương hội đông doanh của tôi, chẳng lẽ còn không cho phép tôi hận cậu ư? Masao Tokugawa cực kỳ tức giận. Diệp Bắc Minh cười lạnh, nhà xưởng của bố tôi là do lũ đông doanh các người chiếm lấy. Tôi tiêu diệt chúng là lẽ thường tình thôi. Lùi lại một bước mà nói, người Long Quốc giết người đảo quốc đông doanh còn cần phải tìm lý do hả? Câu nói của Diệp Bắc Minh. Thật sự rất ngông cuồng. Đây là thời đại hòa bình, giết người lại không cần cả lý do ư. Masao Tokugawa hơi ngơ ngác, trả lời theo bản năng, không cần hả? Cần ư? Diệp Bắc Minh cười hỏi lại. Cậu tùy tiện giết người đông doanh. Cậu xem đông doanh là cái gì? Masao Tokugawa nói. Diệp Bắc Minh lại cười, lũ đông doanh mà cũng xứng là gọi người nữa hả? Đừng có nói là các người tưởng có tay có chân có đầu thì được gọi là người rồi nhé. Dùng heo chó để gọi các người cũng là sỉ nhục chúng nó đấy. Sỉ nhục. Sỉ nhục cùng cực. Mày phải chết, giết nó đi. Masao Tokugawa giống to chỉ vào Diệp Bắc Minh, ông ta đã tức điên lên rồi. Hai đại tông sư đông doanh nhanh chóng ra tay. Kitami Anno, đại tông sư đông doanh, xếp hạng 155 trên bảng xếp hạng tông sư đứng đầu châu Á. Watara Kichiro, đại tông sư đông doanh, xếp hạng 149 trên bảng xếp hạng tông sư đứng đầu châu Á. Soạt, một thanh đao võ sĩ bằng hợp kim chém về phía cổ Diệp Bắc Minh. Tạo thành một đường đao hình bán nguyệt. Soạt. Diệp Bắc Minh nhanh chóng lùi về phía sau, đao khí đó gần như lướt ngang qua cổ họng anh. Bốp. Kitami Anno lao tới, tấn công từ bên hông. Ông ta ném ra một quả bom khói đen. Nhanh bóng bao vây lấy Diệp Bắc Minh. Soạt soạt soạt. Hơn 10 thanh kiếm từ trong tay bay ra, tốc độ còn nhanh hơn đạn bắn, từ bốn bía bắn vào trong làn đạn. Kiếm trong tay đều dính độc nặng. Trong tình huống không có tầm nhìn, Diệp Bắc Minh phải chết không thể nghi ngờ. Soạt 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 soạt. Một giây sau đó, từng thanh kiếm từ trong làn xương khói bay ra.
Kitamiano không kịp né tránh nên đã để sượt qua da. Máu thịt chỗ miệng vết thương nhanh chóng trở nên tối đen. Không xong rồi, có độc. Đại tông sư Đông Doanh tái mặt, lấy thuốc giải ra nuốt vào. Diệp Bắc Minh đi từng bước ra khỏi làn sương khói, như bóng ma xuất hiện trước mặt vị đại tông sư Đông Doanh đó. Anh giơ một cánh tay, không có động tác màu mè gì, chỉ có một đấm. Tên khốn kiếp! Kitamiano hét lên một tiếng thật lớn. Ông ta không phục lắm. Một thanh niên người Long Quốc lấy tư cách gì đối đầu với đại tông sư Đông Doanh? Dù rằng lúc nãy ông ta đã tận mắt thấy Diệp Bắc Minh một đấm giết chết Lâm Thiên Tuyệt. Nhưng ông ta vẫn không phục. Kitamiano giơ nắm đấm, tấn công vào nắm tay của Diệp Bắc Minh. Răng rắc. Xương ngón tay của Kitamiano nhanh chóng vỡ toang, gãy nát. Cơ bắp và xương cốt đã trực tiếp gãy vỡ. A! À, Kitamiano hét thảm một tiếng. Không phục cũng thế thôi. Sự thật đã cho ông ta một bài học đau đớn. Diệp Bắc Minh không hề buông tha cho Kitamiano, lại là một đấm đánh vào ngực ông ta. Bốp! Wataraki Chiro đánh tới, nếu một đấm này đánh trúng Kitamiano thì ông ta chắc chắn phải chết. Một đao của ông ta chém xuống, giải vây cho Kitamiano. Diệp Bắc Minh mà thu tay lại, thì cánh tay sẽ bị ông ta chém đứt. Hả? Diệp Bắc Minh nhướng mày, nhanh chóng thu quyền. Bốp! Âm thanh xé gió vang lên. Thanh đao đã dán vào ngực Diệp Bắc Minh rơi xuống. Ánh mắt Diệp Bắc Minh tối đi, đánh giết về phía Wataraki Chiro, đồng thời cũng lướt chân, tung một đá vào ngực Kitamiano. Bốp! Kitamiano phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Bắc Minh mượn lực tung người, như mãnh hổ vồ về phía Wataraki Chiro. Lúc này, Diệp Bắc Minh đã tung người lên không trung nên không có điểm mượn lực. Wataraki Chiro nhe răng cười một tiếng, ngu xuẩn, bay lên trời như thế đối với một đại tông sư mà nói là không khác gì cái bia người. Heo thì vẫn là heo thôi, chẳng có chút não nào. Giết! Tốc độ của Wataraki Chiro cực nhanh. Vào tới bên cạnh Diệp Bắc Minh, hai tay cầm đao võ sĩ chuẩn bị chém ngang eo. Thật không? Diệp Bắc Minh cười, đột nhiên xoay người một cách quỷ dị trên không trung. Một chân đá ra. Bốp! Wataraki Chiro hoàn toàn không ngờ Diệp Bắc Minh lại có thể xoay người trên không trung, ông ta phải ứng không kịp nên bị anh đá một cái nổ đầu. Sau khi Diệp Bắc Minh đáp xuống thì nhặt thanh đao võ sĩ kia lên, đi tới chỗ Kitamiano. Mày, mày! Kitamiano đã sợ run hết cả người. Bốp! Diệp Bắc Minh như bóng ma đi tới, một tiếng giòn vang. Đầu Kitamiano đã rơi xuống đất. Bộp! Khi đầu Kitamiano rơi xuống, tim của tất cả mọi người ở đó đều run lên. Diệp Bắc Minh cầm thanh đao võ sĩ kia nhìn về phía Masao Tokugawa, đến lượt ông rồi. Bốn chữ ngắn ngủi đó. Như lời phán quyết của tử thần. Mày! Masao Tokugawa sợ tới mức không ngừng lùi về phía sau, thậm chí trốn sau lưng Tần Vinh An. Bấy giờ, cái gì mà lòng dạ với cả mặt mũi và tức giận đều biến mất không còn gì. Má nó! Đáng sợ quá! Hai đại tông sư cứ thế chết đi rồi, chỉ mới có 3 phút ngắn ngủi như thế thôi mà. Diệp Bắc Minh này rốt cuộc có thực lực võ đạo thế nào vậy? Diệp Bắc Minh, mày vẫn muốn tiếp tục giết người như thế ư? Tần Vinh An lạnh giọng nói. Diệp Bắc Minh mỉm cười, chỉ vào Masao Tokugawa, kẻ cuối cùng này. Mày! Tần Vinh An nghẹn lời, cũng không biết nên nói sao cho phải. Mấy tay nhà giàu ở Long Đô cũng run hết cả ra đầu. Đây là một sát thần. Lớn lối thật, lão già tần tướng thần này đã ở đây, một Diệp Bắc Minh nho nhỏ mà cũng dám hành hung hả? Bố! Tần Vinh An quay đầu lại nhìn. Trông thấy một ông mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn đang được đám người vây quanh đi tới. Ông ta không phải võ giả, chỉ là một người thường nhưng khí thế lại hừng hực. Khoảnh khắc tần tướng thần xuất hiện, lập tức trở thành tiêu điểm của tất cả. Lão Tần, ông cụ, thầy, mấy ông tai to mặt lớn của Long Đô đều đi tới cúi đầu 90 độ. Ông cụ Tần, cơ thể mềm mại của Ngụy Yên Nhiên khẽ run lên, theo bản năng nhìn về phía Diệp Bắc Minh, có chút lo lắng. Tần tướng thần có thân phận và địa vị cực cao. Ông ta vừa xuất hiện, Diệp Bắc Minh lập tức chìm vào nguy hiểm. Hơi thở của kẻ bề trên tỏa ra từ tần tướng thần, không giận tự uy, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh,
tôi đã có mặt ở đây rồi mà cậu còn chưa chịu bỏ đao xuống ư? Ông là cái thá gì? Diệp Bắc Minh thản nhiên nói. Hương! Tiếng hít vào thật mạnh vang lên. Tần tướng thần! Đó chính là Tần tướng thần! Một trong những người có thân phận cao nhất Long Đô. Thập đại thế gia ở Long Đô, chỉ có 10 người có được địa vị như Tần tướng thần. Diệp Bắc Minh lại nói Tần tướng thần là cái thá gì? Diệp Bắc Minh, anh đừng có nói bậy. Anh điên rồi hả? Đó là ông cụ Tần, Ngụy Yên Nhiên thốt lên theo bản năng. Cô gái này lòng dạ không xấu, còn biết nhắc nhở. Mà mấy cô gái sau lưng Ngụy Yên Nhiên thì sợ tới mức suýt ngất đi. Tần tướng thần là cái thá gì? Những lời đó, e là toàn bộ Long Quốc này không có ai dám nói. Lão già này là cái thá gì? Gương mặt già nua của Tần tướng thần tối đen, cố nén lửa giận trong lòng, không ngừng cười lạnh, ha 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 ha, hay. Hay lắm, để lão già này nói cho cậu biết tôi là cái thá gì nhé. Ai cũng có thể nhận ra, Tần tướng thần đã tức giận đến cực điểm. Ông ta nhấn chữ thá kia rất nặng. Một câu của lão già này thôi là có thể khiến các thế gia bên ngoài Long Đô phải sụp đổ. Những người chức to quyền lớn của Long Quốc có tới 1/5 học trò tôi hướng dẫn. Mấy trăm tông sư võ đạo của Long Đô có hơn 1/3 là môn khách của lão già này. Chiến thần Long Hồn, hơn nửa số đó đều là bạn bè của tôi. Mỗi một câu Tần tướng thần nói là một bước chân ông ta đến gần Diệp Bắc Minh. Cuối cùng, ông ta dừng lại trên bậc thang. Nhìn xuống Diệp Bắc Minh, cậu nói xem, lão già này là cái thá gì? Ha ha ha, nhà họ Tần các người đều nói chuyện bằng đúng cái giọng đó nhỉ, Diệp Bắc Minh nở nụ cười. Một giây sau đó, sắc mặt Diệp Bắc Minh đầy lạnh lùng. Thế ra, chức to quyền lớn, tông sư võ đạo, chiến thần Long Hồn. Đời này Diệp Bắc Minh tôi muốn làm gì, ai có thể ngăn cản? Ai dám cản tôi? Thì tất cả đều sẽ bị giết, Diệp Bắc Minh nghênh ngang nói. Cái gì? Cả hội trường chấn hãi. Kể cả Ngụy Yên Nhiên cũng không ngờ, Diệp Bắc Minh dám ăn nói như vậy. Điên cuồng. Quá điên cuồng rồi. Nhưng ông Tần ấy à, có thân phận cao hơn ông nội tôi, làm sao anh ta dám chứ? Anh ta rốt nát hay không có tự tin? Với tính cách này, cũng chẳng bằng những thế hệ thứ hai, thế hệ thứ ba của Long Đô, Ngụy Yên Nhiên chấn hãi thầm nghĩ trong lòng. Tên nhóc này có thân phận thế nào? Diệp Bắc Minh, anh ta tên là Diệp Bắc Minh. Rất nhiều phú hào của Long Đô đều ghi nhớ kỹ cái tên này. Tổng giám đốc Lý, thanh niên này thật lợi hại, một người đàn ông trung niên mặc vest đắt tiền lên tiếng. Tổng giám đốc Lý gật đầu, ai nói không phải chứ? Tổng giám đốc Vương, khí phách này, chúng tôi tự thẹn không bằng. Ở hội trường, thanh niên đó khi đối diện với Tần tướng thần, không hề rơi vào thế yếu. Mí mắt Tần Vinh An giật mạnh. Việc này, sao, sao cậu ta dám chứ, Ô Bách Thuận cũng sợ sắp vỡ cả gan rồi. Lưng của ông ta đã thấm đẫm mồ hôi. Đồng tử của Masao Tokugawa không ngừng thu nhỏ, ông ta vội vàng nói, ông Tần, Tenjin gia của tôi có quan hệ tốt với nhà họ Tần, ông không thể không quản chuyện này. Hơn nữa Diệp Bắc Minh đã giết cháu nội của ông, đây là huyết hải thâm thù, không thể bỏ qua như vậy. Masao Tokugawa thì thầm bên tai Tần tướng thần. Tần tướng thần sớm đã bùng lên cơn lửa giận. Khuôn mặt già tối sầm đến kinh người, ông ta không ngờ Diệp Bắc Minh lại hống hách như vậy. Ông ta đã nói rõ thân phận. Chỉ cần là người có đầu óc, thì có dám ăn nói với ông ta như vậy không? Tốt, tốt, tốt lắm. Tần tướng thần cười dữ tợn một tiếng, cửu môn đề đốc, tên nhóc này xử lý thế nào, chắc cậu biết chứ? Thưa thầy. Học trò biết rồi. Một giọng nói truyền đến từ phía sau mọi người. Ngụy Yên Nhiên bất giác quay đầu, chỉ thấy một người đàn ông trang bị mũ và áo giáp, hùng hùng hổ hổ đi đến. Cửu môn đề đốc, chức quan võ tướng kéo dài từ xưa đến nay. Cửu môn đề đốc của Long Quốc quản lý 9 con đường chính tiến vào Long Đô. Và nắm giữ đại quân 100.000 người trong quân khu Long Đô. Đại quân 100.000 người. Nghe có vẻ ít hơn rất nhiều so với đại quân 300.000 người của vua Giang Nam. Nhưng đại quân 100.000 người đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Đều là những người sống sót từ những cuộc chiến sinh tử trên chiến trường. Mỗi một binh sĩ bình thường đều là võ giả cấp thiên. Tiểu đội trưởng ít nhất cũng trên tông sư. Diệp Bắc Minh có hành vi hung ác giết người tở Long Đô, lập tức bắt lại, kẻ nào chống lệnh,
giết không cần hỏi, cửu môn đề đốc lạnh lùng quát một tiếng. Tuân lệnh, một luồng khí tức giết chóc ập đến. Soạt soạt soạt, rất nhiều phú hào long đô có mặt sợ đến lùi lại soạt soạt soạt, không ít người trượt ngã xuống đất, thê thảm nhếch nhác. Một số phụ nữ sợ đến òa khóc. Một cảm giác nghẹt thở truyền đến. Tổng giám đốc Lý, ông cảm thấy sau đây sự việc sẽ diễn biến thế nào, tổng giám đốc Vương khẽ nói, không nhịn được run lên. Tổng giám đốc Lý trầm mặc một lúc, chậm rãi lắc đầu, khó. Khó, Diệp Bắc Minh có lợi hại thế nào cũng không thể đối kháng với cửu môn đề đốc. Có đến mấy chục vị tông sư võ đạo đấy. Mặc dù bọn họ có địa vị cao, có quyền thế, có tiền. Thì trước mặt binh sĩ thiết huyết vẫn sẽ không chịu nổi. Dừng tay. Đột nhiên, một tiếng quát vang lên, tất cả mọi người đều quay đầu theo bản năng. Chỉ thấy một người đàn ông trang bị mũ và áo giáp vàng kim, khí thế bừng bừng đi đến. Chiến thần Lăng Phong. Đồng tử của tất cả mọi người đều co lại. Chiến thần Lăng Phong, tổng giám đốc Lý kinh hãi kêu lên. Sao ông ta lại đến Long Đô, tổng giám đốc Vương tỏ vẻ mặt không thể tin nổi. Chiến thần không được hiệu triệu, thì không được vào Long Đô. Ông ta đến đây làm gì? Tôi nghe nói Diệp Bắc Minh đã giết quân vô hối, con riêng của Lăng Phong, e rằng đến để báo thù, các phú hào Long Đô đều sợ đến mặt trắng bệch nhỏ tiếng bàn tán. Ngụy Yên Nhiên thầm kêu không ổn, Diệp Bắc Minh gặp nguy hiểm rồi. Vạn Lăng Phong, ông đến đây làm gì? Tần tướng thần sầm mặt, nếu ông muốn giết Diệp Bắc Minh thì xếp hàng đi. Ai nói tôi muốn giết anh Diệp? Vạn Lăng Phong buồn cười lắc đầu. Liền sau đó, Vạn Lăng Phong sải bước lớn đi đến dưới sự dõi theo của rất nhiều người. Đi thẳng đến bên cạnh Diệp Bắc Minh. Phụp, vị chiến thần Lăng Phong của hành tỉnh Đông Nam quỳ xuống dưới con mắt của vô số người. Vạn Lăng Phong, bái kiến chủ nhân. Chủ nhân, tôi đến muộn rồi, xin chủ nhân thứ tội, Vạn Lăng Phong trịnh trọng nói. Sượt, một tràng tiếng hít khí lạnh vang lên. Sau đó, cả hội trường yên tĩnh. Đúng 30 giây, cả hội trường của buổi tiệc từ thiện tĩnh lặng như cái chết. Tất cả mọi người đều ngẩn người. Chủ nhân, tổng giám đốc Lý tê dại ra đầu. Làm sao có thể, con người của tổng giám đốc Phương chố ra. Vạn Lăng Phong gọi Diệp Bắc Minh là chủ nhân ư. Thanh niên chưa đến 20 năm tuổi này là chủ nhân của chiến thần Lăng Phong. Các đại lão phù hào Long Đô có mặt đều bị dọa sợ muốn chết. Đúng là chuyện ngàn lẻ một đêm. Sượt sượt sượt, Ô Bách Thuận không ngừng hít khí lạnh, suýt nữa ngất xỉu. Cơ thể Ngụy Yên Nhiên run rẩy, cánh tay cũng nổi da gà. Đôi mắt của cô ta chừng mở đến mức to nhất, đồng tử cũng sắp nổ tung. Yên Nhiên, thế này là sao? Các chị em của Ngụy Yên Nhiên dường như đứng không vững. Đôi chân mềm nhũn, chống đỡ vào chiếc ghế bên cạnh mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Chủ nhân, sao lại? Masao Tokugawa sợ đến suýt nữa phát bệnh tim. Ông nói cái gì? Tần Vinh An không dám tin. Chủ nhân, Vạn Lăng Phong, ông gọi anh ta là chủ nhân ư, Tần tướng thần cũng sửng sốt, người khôn ngoan như ông cụ Tần cũng bị dọa sợ. Nghĩ cũng biết, nỗi chấn hãi trong lòng những người khác đáng sợ đến mức nào. Đó là Vạn Lăng Phong đấy. Chiến thần Lăng Phong của hành tỉnh Đông Nam. Chiến thần của Long Quốc, tất cả mới có bao nhiêu người chứ? Diệp Bắc Minh lại thành chủ nhân của chiến thần Lăng Phong. Có ai mà không kinh hãi, có ai mà không sợ. Diệp Bắc Minh đưa ra một cánh tay, xua vào hư không, thản nhiên nói, đứng lên đi. Rõ. Vạn Lăng Phong chậm rãi đứng lên. Diệp Bắc Minh mới nói, chẳng phải bảo ông canh giữ ở Giang Nam sao, sao ông lại đến đây. Vạn Lăng Phong nghiêm túc nói, chủ nhân, cậu đến Long Đô, tôi lo cậu xảy ra chuyện. Xin cậu yên tâm. Mọi việc của Giang Nam, tôi đã sắp xếp ổn thỏa, sẽ không có vấn đề. Thôi được. Diệp Bắc Minh khẽ gật đầu. Vạn Lăng Phong xuất hiện ở nơi này, anh cũng không ngờ tới. Tần tướng thần giật khóe mắt, lạnh giọng nói, Vạn Lăng Phong, có phải ông to gan quá rồi không? Là chiến thần, tự ý tiến vào Long Đô, không sợ bị cách chức điều tra sao? Vạn Lăng Phong không hề sợ, bản chiến thần bị cách chức điều tra, cũng là chuyện của cấp trên. Liên quan gì đến ông? Ha ha ha, một bản tham tấu của tôi, thì cái mốt sắt của ông còn giữ được không? Tần tướng thần cười lạnh lùng không thôi, lùi một bước nói,
nơi này là Long Đô, một mình ông đến đây có thể bảo vệ được Diệp Bắc Minh không? Cửu môn đề đốc thấy vậy, bước ra một bước. Mấy chục tông sư phía sau cũng cầm vũ khí tiến lên. Chỉ cần tần tướng thần hạ lệnh một tiếng. Lập tức bắt Diệp Bắc Minh và Vạn Lăng Phong. Bắt bọn chúng lại. Tần tướng thần giơ tay rồi hạ xuống về phía trước. Tôi xem ai dám động vào sư đệ của tôi, đột nhiên, một tiếng quát vang lên. Lại là ai đây? Trong lòng mọi người đều nghi hoặc. Chuyện hôm nay vẫn chưa xong. Nhà họ Tần gặm một Diệp Bắc Minh lại khó khăn như vậy sao? Ánh mắt của mọi người lại nhìn sang lối vào của hội trường lần nữa. Chỉ thấy một cô gái, một mình chậm rãi đi đến, mang theo khí trường mạnh mẽ phía sau. Thập sư tỷ. Sau khi Diệp Bắc Minh nhìn thấy Vương Như Yên, hô một tiếng, sao tỷ lại đến đây? Vương Như Yên không nhìn đến mọi người có mặt ở đây, nở nụ cười cưng chiều, tiểu sư đệ, một mình đế đến Long Đô, tỷ sợ đệ không giải quyết được. Thập sư tỷ, đệ cũng không phải trẻ con, Diệp Bắc Minh giật khóe miệng. Dưới con mắt của mọi người, Vương Như Yên đến trước mặt Diệp Bắc Minh, véo má của anh, trong mắt các sư tỷ, đệ mãi mãi là trẻ con, đừng lo, cứ giao cho tỷ. Đệ đã giết Tần Thiếu Dương, Diệp Bắc Minh lắc đầu. Vương Như Yên tỏ vẻ mặt khinh thường, một tên công tử bột thôi, giết thì giết vậy. Một tên công tử bột, giết thì giết vậy. Câu nói này lập tức dẫn đến cơn lửa giận của đám người nhà họ Tần. Tần Vinh An nhảy lên như sấm, đó là con trai của tôi, cô là ai? Cũng thật mạnh miệng quá đấy. Cô gái, cô có biết nơi này là nơi nào không? Nơi này là Long Đô, Tần tướng thần lạnh lùng nói. Long Đô thì làm sao? Vương Như Yên cười khẩy một tiếng. Cô ấy nhìn sang Tần tướng thần với ý sâu xa, Long Đô là địa bàn nhà họ Tần ông, nhà họ Tần ông nói là được hả? Hay Long Đô là Long Đô của nhà họ Tần ông? Toàn hội trường sôi sục. Khắp chỗ đều là tiếng bàn tán. Cô gái này điên rồi sao? Mà dám nói lời như vậy. Tổng giám đốc Vương nén thấp giọng, bả vai run lên, cô gái này có lai lịch thế nào? Không biết, có vẻ không phải người bình thường, tổng giám đốc Lý lắc đầu, ánh mắt nghiêm trọng, nhưng cô ta chỉ là cô gái, sợ rằng không thể đối kháng với nhân vật lớn như nhà họ Tần. Tổng giám đốc Vương trầm mặc một lúc, nói, tôi cảm thấy, cô gái này có thể ngăn được nhà họ Tần. Không thể nào, cửu môn đề đốc không phải loại vừa, một Vạn Lăng Phong không ngăn được cửu môn đề đốc. Tổng giám đốc Lý quả quyết lắc đầu. He he, vậy chúng ta đánh cược đi. Nếu cô ta có thể ngăn được nhà họ Tần, ông đưa tôi 10 triệu, tổng giám đốc Vương cười he he. Ha ha, 10 triệu có là gì? Chúng ta đánh cược 100 triệu, tổng giám đốc Lý hử lạnh lùng một tiếng. Được, chúng ta xem tiếp đi. Tổng giám đốc Vương dứt khoát gật đầu. Tần tướng thần kinh ngạc, cô gái, cái miệng của cô rất lanh lợi đấy. Cửu môn đề đốc, bắt bọn họ trước rồi tính. Đợi bọn họ vào nhà giam. Xem bọn họ còn cứng miệng như vậy không? Vâng, thưa thầy. Cửu môn đề đốc gật đầu, ra lệnh, mấy chục tông sư võ đạo phía sau lập tức xông lên. Sư tỷ, đệ đệ. Diệp Bắc Minh định ra tay. Vương Như Yên lại cười thản nhiên, sư đệ, không cần động tay. Chỉ thấy, Vương Như Yên bước ra một bước, nhẹ nhàng giơ tay, một lệnh bài màu vàng xuất hiện trong lòng bàn tay. Dừng. Khoảnh khắc cửu môn đề đốc nhìn thấy lệnh bài này, đồng tử co mạnh lại, không nhịn được quát lớn một tiếng. Mấy chục vị tông sư võ đạo, cùng dừng lại, tỏ vẻ mặt không biết làm thế nào quay đầu nhìn cửu môn đề đốc. Chuyện gì vậy, tổng giám đốc Lý cao mày? Tại sao không ra tay, tổng giám đốc Phương hiếu kỳ? Một lệnh bài màu vàng. Nó là cái gì? Các phú hào Long Đô ở hội trường đều tỏ vẻ mặt kỳ lạ. Tần Vinh An kinh ngạc. Nhìn chằm chằm lệnh bài màu vàng trong tay Vương Như Yên. Sao cô lại có cái này, Tần tướng thần cũng sợ giật mình. Đây là... Vạn Lăng Phong kinh ngạc, không thể tin nổi kêu lên. Đám người Ngụy Yên Nhiên lại khó hiểu. Lệnh bài này là cái gì? Nhìn ánh vàng lấp lánh, hình như được làm bằng vàng nguyên chất. Bên trên có một con rồng vàng đang cuộn tròn, vây quanh xung quanh lệnh bài. Cuối cùng, mọi người nhìn rõ lệnh bài màu vàng này. Bốn chữ lớn màu vàng khắc trên lệnh bài, chiến thần Như Yên. Soạt, tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh sống lưng, hít khí lạnh. Vãi, một nữ chiến thần. Tổng giám đốc Lý suýt nữa tức đến trượt ngã.
Tổng giám đốc Vương cũng đầy chấn hãi, ha ha ha, tổng giám đốc Lý, ông thua rồi. 100 triệu nhé. Khuôn mặt ông ta đỏ hồng. Tổng giám đốc Lý lại ngẩn người tại chỗ, trong đầu vang lên ong ong. Cô là nữ chiến thần của Long Hồn, Tần tướng thần chấn hãi nói. Ngay cả ông cụ nhà họ Tần cũng thộn người. Hoàn toàn thộn người. Nữ chiến thần. Cô gái trẻ trước mặt, lại là một nữ chiến thần. Còn có chuyện gì khiến người ta chấn hãi hơn chuyện này không? Thì ra ông còn nhận ra cái này. Vương Như Yên nhìn Tần tướng thần, cười một cách có ý sâu xa. Diệp Bắc Minh cũng ngẩn người, không dám tin nói, thập sư tỷ, tỷ là nữ chiến thần của Long Hồn ư. Vương Như Yên quay đầu, mỉm cười nhìn Diệp Bắc Minh, sao thế tiểu sư đệ, không được sao? Khụ khụ. Diệp Bắc Minh ho khan hai tiếng, suýt bị sặc, thập sư tỷ, khụ khụ. Việc này thật bất ngờ quá. Bù. Hội trường của buổi tiệc từ thiện lập tức bùng nổ, tất cả mọi người đều sôi sục. Các phú hào Long Đô hoàn toàn thộn mặt. Nữ chiến thần của Long Hồn. Không phải chứ. Trời ơi, Long Hồn có nữ chiến thần ư. Một cô gái lại là chiến thần. Trông cô ta mới bao nhiêu tuổi chứ? Chưa đến 30 tuổi phải không? Có khi còn chưa đến 20 năm tuổi ấy chứ? Các phú hào Long Đô cảm thấy thế giới quan của mình cũng sập đổ. Ngụy Yên Nhiên không ngừng lùi lại, trượt ngồi lên chiếc ghế. Nữ chiến thần, làm sao có thể chứ? Sư tỷ của anh ta là nữ chiến thần ư? Ngụy Yên Nhiên bỗng hiểu ra, nhìn Diệp Bắc Minh sâu sắc một cái, tôi đã biết tại sao anh ta dám không coi mọi người ra gì rồi. Cuối cùng tôi đã biết anh ta lấy tự tin ở đâu rồi. Cuối cùng tôi đã biết tại sao anh ta dám giết Tần Thiếu Dương rồi. Đó là nữ chiến thần đó. Ngụy Yên Nhiên dường như bị suy sụp. Mọi người vẫn đang chấn kinh, chưa phản ứng lại, ở cửa lớn tiệc từ thiện lại vang lên một giọng nói uy nghiêm, nữ chiến thần. Ha ha ha, Vương Như Yên, thân phận chiến thần của Long Hồn là để cô mang ra chống lưng cho người khác sao? Tổng giám đốc Vương, 100 triệu này, tôi vẫn chưa thua đâu, ánh mắt tổng giám đốc Lý bỗng tối lại, nhìn sang cửa lớn tiệc hội từ thiện. Là ai? Chẳng lẽ là tổng giám đốc Vương thót tim một cái? Nghĩ đến một cái tên. Chiến thần Kình Thương Đường Kình Thương. Vẫn chưa xong hả? Vãi! Vở kịch hay hôm nay phải diễn đến bao giờ đây? Mọi người ở hội trường đều chấn kinh nhìn sang lối vào hội trường. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên trông khoảng 50 tuổi, khí thế kinh người đi đến. Ông ta có khí thế vô cùng đáng sợ, chỉ vừa mới xuất hiện đã khiến rất nhiều người sợ hãi cúi đầu. Quả nhiên là ông ta. Tổng Giám đốc Vương hít khí lạnh. Đường Kình Thương. Tổng giám đốc Lý cũng kinh ngạc không khép được miệng. Chiến thần Kình Thương. Ông ta đến rồi. Bầu không khí trong hội trường nặng nề hết mức. Khoảnh khắc Đường Kình Thương xuất hiện, không khí cả hội trường dường như bị rút sạch. Tất cả mọi người đều có cảm giác nghẹt thở. Khuôn mặt của Ngụy Yên Nhiên đỏ bừng, gần như không thở nổi. Ô Bách Thuận ngồi dưới đất, run rẩy giống như con chim cun cút. Chiến thần của Long Quốc, khí thức thật đáng đợ. Chiến thần Đông Doanh tôi, e rằng cả đời không theo kịp, trong lòng Masao Tokugawa kinh hãi nghĩ, trốn phía sau Tần Vinh An. Không dám nhìn thẳng. Diệp Bắc Minh nhớn mày, nhìn Đường Kình Thương, khí thế thật mạnh. E rằng thực lực của ông ta đã vượt qua Đại Tông Sư rồi đấy. Vương Như Yên vẫn nở nụ cười, rất bình tĩnh. Đường Kình Thương rất có uy, chiến thần Như Yên, Diệp Bắc Minh diệt toàn gia tộc nhà họ Triệu Giang Nam, là tội đầu tiên. Coi thường pháp luật, giết người Đông Doanh, là tội thứ hai. Ở Long Đô, giết Tần Thiếu Dương, cháu ngoại tôi trước mặt nhiều người, là tội thứ ba. Bất kỳ tội nào, Diệp Bắc Minh cũng có thể bị xử chết. Vương Như Yên đối diện với Đường Kình Thương, khí thế vẫn không hề giảm sút, ngăn trước người Diệp Bắc Minh, tội danh của tiểu sư đệ, không ai có thể xử. Đường Kình Thương, ông cũng không được. Khoảnh khắc Vương Như Yên nói ra lời này, toàn hội trường tĩnh lặng. Cuộc đối thoại giữa một nữ chiến thần và chiến thần Kình Thương. Bầu không khí cực kỳ nặng nề. Tổng giám đốc Lý, ông nói xem, sau đây sẽ xảy ra chuyện gì? Trong đám đông yên tĩnh, tổng giám đốc Phương nén thấp giọng, cơ thể cũng run lên. Con người của tổng giám đốc Lý cũng ở yên tại chỗ, nhìn chằm chằm Vương Như Yên và Đường Kình Thương, yết hầu nhấp nhô, không, không biết. Những phú hào khác ở hội trường cũng chấn động. Ô Bách Thuận bò dưới đất, vẻ mặt xấu xí, vừa khóc vừa cười.
nhưng không dám phát ra tiếng. Hoàn toàn bị dọa sợ. Ngụy Yên Nhiên không ngừng toát mồ hôi trán, hai chân mềm nhũn, đứng cũng không vững. Sắc mặt Tần Vinh An nghiêm trọng. Ánh mắt Tần tướng thần cay độc, nhìn chằm chằm Vương Như Yên. Bầu không khí cả hội trường lập tức trở nên gượng gạo khó xử. Ha ha ha, tôi cũng không được. Cả Long Hồn, thậm chí cả Long Quốc cũng không ai dám nói tôi không được. Đường Kình Thương phát ra tiếng cười như sấm đánh. Hôm nay, tôi sẽ đích thân ra tay, bắt Diệp Bắc Minh, cô sẽ làm thế nào? Vừa dứt lời, Đường Kình Thương bước ra một bước. Ru, hổ gầm rồng thét. Lấy Đường Kình Thương làm trung tâm, một làn sóng khí lan ra như sóng nước. Xoạt xoạt xoạt. Rất nhiều người lùi lại, khí huyết trong cơ thể sôi sục. Sắc mặt tái nhợt. Uy thế của chiến thần Kình Thương, vô cùng đáng sợ. Vương Như Yên ở đây, không ai có thể động đến sư đệ của tôi. Vương Như Yên cũng bước ra một bước, đối diện với chiến thần Kình Thương. Vạn Lăng Phong cũng ra tay, Vạn Lăng Phong ở đây, ai dám động vào chủ nhân của tôi. Đại quân hàng trăm ngàn người Giang Nam, cũng không phải vừa đâu. Trong tích tắc, thời gian như dừng lại. Trong không khí tĩnh lặng như tờ, Diệp Bắc Minh đột nhiên lên tiếng, sư tỷ, Lăng Phong, hai người lùi lại đi. Để tôi tự đối phó với người này. Việc của mình tự giải quyết. Anh cũng không thể nào cả đời sống trong sự che chở của sư tỷ. Tiếng nói bỗng vang lên rất đột ngột. Xoạt, ánh mắt của tất cả mọi người xoạt một cái đều hướng về Diệp Bắc Minh. Sau một giây tĩnh lặng, hội trường lập tức bùng nổ. Cái gì? Anh ta muốn tự đối phó với chiến thần Kình Thương ư? Anh ta bị ngốc hả? Chiến thần Kình Thương đứng thứ 6 trong 10 chiến thần Long Hồn đó, có lẽ có thể lọt vào top 5 ấy chứ? Điên rồi, chắc chắn là điên rồi. Các phú hào Long Đô có mặt hoàn toàn trố mắt. Tổng giám đốc Lý, hình như tôi sắp thua rồi. Diệp Bắc Minh, cậu ta, làm sao cậu ta dám? Cơ thể tổng giám đốc Vương run run. Tổng giám đốc Lý lắc đầu đánh giá, còn quá trẻ, không khôn ngoan, quá cuồng ngạo. Cơ thể Ngụy Yên Nhiên run lên, không thể tin nổi nhìn qua Diệp Bắc Minh. Hai bố con Tần tướng thần, Tần Vinh An cũng sầm mặt. Chủ nhân, Vạn Lăng Phong kinh ngạc quay đầu. Tiểu sư đệ, một mình em ư, chỉ có một mình Vương Như Yên Hiên lên vẻ kinh ngạc và bất ngờ. Diệp Bắc Minh đi đến, nở nụ cười, sư tỷ, yên tâm đi. Vậy tỷ đứng xem kịch hay đấy. Đôi mắt của Vương Như Yên đầy ý cười, lặng lẽ lùi đến phía sau Diệp Bắc Minh, nhường vị trí cho anh. Vạn Lăng Phong thấy vậy, cũng lặng lẽ lùi lại. Chủ nhân là đối thủ của chiến thần Kình Thương sao? Liền sau đó, Diệp Bắc Minh lạnh lùng nhìn Đường Kình Thương, chuyện này vốn không liên quan đến ông, tự ông đứng ra, thì đừng trách tôi đấy. Tối nay, bất luận là ai ngăn cản tôi giết người Đông Doanh, đều phải chết. Chết. Tất cả mọi người có mặt ở buổi tiệc từ thiện đều thộn người. Cho dù là đám người Tần tướng thần, Tần Vinh An, Ngụy Yên Nhiên cũng đều trố mắt há mốc miệng. Đám người Ô Bách Thuận, Tổng Giám Đốc Lý, Tổng Giám Đốc Phương cắn mạnh đầu lưỡi. Nghe ý của Diệp Bắc Minh, cậu ta muốn giết Đường Kình Thương ư. Vãi. Vạn Lăng Phong loạng choạng, suýt trượt ngã. Trong đôi mắt của Vương Như Yên đầy vẻ kinh ngạc, tiểu sư đệ thật bá đạo. Ha ha ha, chỉ có một người cười điên cuồng, đó chính là Masao Tokugawa, đồ ngốc. Diệp Bắc Minh, mày bị ngốc hả? Lời như này mà mày cũng dám nói. Ha ha ha, ngu xuẩn, phế vật, hỏng não, mày đúng là tự tìm cái chết. Ông ta cười tự tận trong lòng, thực sự quá vui mừng. Trước khi Diệp Bắc Minh chưa nói ra lời này, ông ta vẫn lo lắng cho sự an toàn của mình. Sau khi Diệp Bắc Minh nói ra lời này, Masao Tokugawa không hề lo lắng chút nào. Đúng thật, Đường Kình Thương có thân phận thế nào? Chiến thần hàng đầu của bộ đội đặc chủng Long Hồn Long Quốc đấy. Cả Long Hồn, ngoại trừ mấy đại sư, thì ông ta là chiến thần có địa vị cao nhất. Diệp Bắc Minh lại nói muốn giết Đường Kình Thương trước mặt mọi người. Đường Kình Thương ngẩn người, phụt một tiếng bật cười. Phụt, ha ha ha. Cơn lửa giận trong lòng ông ta lại biến mất. Bất lực lắc đầu, Diệp Bắc Minh ơi là Diệp Bắc Minh, tao vẫn coi trọng mày. Không ngờ. Đường Kình Thương thở dài một tiếng, mày thật khiến người ta thất vọng, làm sao mày nói ra được những lời thế này. Diệp Bắc Minh bình tĩnh nói, ông cho rằng tôi không thể giết ông ư.
mày giết tao bằng cách nào? Đường Kình Thương lắc đầu. Phập, không hề báo trước. Diệp Bắc Minh cong hai đầu gối, sau đó bật nhảy lên, lao về phía Đường Kình Thương. Chỗ mặt sàn đá hoa mà anh vừa đứng đó, ầm ầm vỡ nứt, xuất hiện khe nứt đáng sợ. Việc này, anh ta dám chủ động ra tay ư? Không ai ngờ, Đường Kình Thương còn chưa ra tay. Diệp Bắc Minh đã xông đến trước. Miệng còn hôi sữa, muốn chết đây mà, Đường Kình Thương híp khóe mắt, một tay để sau lưng. Ông ta chỉ dùng một tay đánh ra một quyền về phía Diệp Bắc Minh đang tấn công tới. Một luồng nội lực ngang ngược tấn công đến như cuồng phong mưa bão, cát đá xung quanh lập tức bay lên, bàn ăn và chậu hoa đều bị lật tung. Mọi người đều không mở được mắt. Phập, một tiếng vang lớn. Nắm đấm của Diệp Bắc Minh và Đường Kình Thương đập vào nhau. Sượt sượt sượt. Đường Kình Thương chỉ cảm thấy, nắm đấm truyền đến cơn đau dữ dội nóng rát, ông ta lại không chặn được một quyền của Diệp Bắc Minh, lùi lại 5-6 bước. Mỗi một bước chân dẫm xuống đều để lại dấu chân sâu nửa cm trên mặt đá hoa. Đá hoa dưới nền nhà cũng vỡ nứt. Làm sao có thể? Chiến thần Kình Thương không địch nổi Diệp Bắc Minh. Đường Kình Thương chỉ nghe thấy bên tai vang lên từng hồi tiếng kêu kinh ngạc không thể tin nổi. Quyền thứ hai. Diệp Bắc Minh nhanh như điện, tung ra quyền thứ hai. Khuôn mặt già của Đường Kình Thương đỏ bừng, trong lúc chìm trong các trạng thái kinh ngạc, ngạc nhiên, bất ngờ, nghiêm trọng, nội lực trong cơ thể nổi lên truyền vào hai cánh tay như dao long nổi lên mặt nước. Phập, phập. Hai người liên tục đánh ra hai quyền với tốc độ nhanh nhất. Sượt sượt sượt. Đường Kình Thương vẫn lùi lại. Việc này. Xoạt. Tiếng hít khí lạnh vang lên. Diệp Bắc Minh thừa thắng xông lên, quát lên một tiếng, quyền thứ ba. Cút. Đường Kình Thương vô cùng tức giận, ông ta là một trong 10 chiến thần long hồn, lại bị một tên nhãi đàn áp. Gru. Chiến thần Kình Thương tấn công ra một quyền, hổ gầm rồng thét. Thậm chí mọi người nhìn thấy, phía sau Đường Kình Thương, có một hư ảnh rồng hổ được tạo thành từ nội lực xuất hiện. Phập. Nắm đấm của hai người đập vào nhau. Rắc rắc một tiếng giòn tan vang lên, tiếng xương gãy và máu thịt rách vang lên. Xoạt xoạt xoạt. Lần thứ ba Đường Kình Thương lùi lại 10 mấy bước, suýt nữa bị đánh ra khỏi hội trường tiệc từ thiện. Một cánh tay của ông ta đầm đìa máu tươi, mềm nhũn rủ xuống. Toàn hội trường tĩnh lặng. Tổng giám đốc Lý xoẹt một cái đứng lên, cơ thể cứng đờ. Tổng giám đốc Vương mềm nhũn trên ghế, sắc mặt tái nhợt, toàn thân cũng co giật. Cậu ta. Cơ thể của Ngụy Yên Nhiên run lên, cái đầu ong ong, trống rỗng. Ô Bách Thuận sợ đến ôm đôi mắt, giống như nhìn thấy quỷ vậy. Nhớ đến thái độ của ông ta với Diệp Bắc Minh vừa nãy, ông ta vô cùng kinh sợ. Bố, sao lại thế này? Tần Vinh An nhìn sang Tần Tướng Thần, sâu trong đôi mắt là chấn hãi. Kẻ này, vô địch. Tần Tướng Thần giống như quả bóng da bị xịt hơi, khuôn mặt già khẽ run run. Xong rồi, tôi không thể chết được, Masao Tokugawa biết, mình còn không nghĩ cách, chắc chắn sẽ chết. Này! Ông ta trốn phía sau đám đông, lấy điện thoại ra, gọi điện cho sứ thần quán của đảo quốc Đông Doanh, tôi là Masao Tokugawa, tôi muốn gặp sứ thần. Chủ nhân, thắng rồi ư! Toàn thân Vạn Lăng Phong chấn động, đứng ở đó như một thanh kiếm sắc. Xem ra sau khi chúng ta xuống núi, thực lực của tiểu sư đệ đã tăng lên không ít. Vương Như Yên tỏ vẻ mặt hài lòng, định tối nay sẽ thưởng cho tiểu sư đệ thật tử tế. Cùng lúc đó, trong một khuôn viên xa hoa nào đó ở Long Đô. Lão gia, tin mới nhất đây, Diệp Bắc Minh đã đánh bại Đường Kình Thương, một người dưới vội vàng xông vào, cất giọng run run báo cáo. Cái gì? Vẻ mặt của Diệp Minh Viễn biến sắc, hít một hơi khí lạnh, Đường Kình Thương. Chiến thần Kình Thương Đường Kình Thương ư. Ông ta, bại trận rồi. Đúng thế, lão gia, người quỳ dưới đất trả lời. Sắc mặt của Diệp Minh Viễn biến đổi, lập tức đến sân bay, rời khỏi Long Đô. Cậu ta đến Long Đô tìm tôi đấy, đi thôi. Hội trường tiệc từ thiện. Tích tích tích, một cánh tay của Đường Kình Thương rủ xuống, máu nhỏ xuống mặt đất. Khuôn mặt già của ông ta mang theo vẻ chấn kinh, Diệp Bắc Minh. Mày mọc từ đâu ra? Diệp Bắc Minh ở Giang Nam. Diệp Bắc Minh trả lời thản nhiên. Giang Nam. Trên khuôn mặt Đường Kình Thương đầy vẻ nghi hoặc. Dù thế nào ông ta cũng không hiểu, một vùng đất pháo hoa.
Gần như tất cả mọi người đều chìm trong vùng quê nhỏ bé êm đềm, làm sao lại xuất hiện một yêu nghiệt như vậy? Diệp Bắc Minh cất giọng kinh người, Đường Kình Thương, tôi cho ông một lựa chọn, tránh ra, hay chết. Toàn hội trường chấn kinh. Những lời mà Diệp Bắc Minh nói trước đó, mọi người đều cho rằng anh bị điên rồi. Bây giờ, lại nghe thấy những lời này, mọi người mới biết anh lấy tự tin ở đâu ra. Ha ha ha, Diệp Bắc Minh, Đường Kình Thương tao thành danh 60 năm, mày cho rằng mày thực sự có thể giết được tao sao? Đường Kình Thương ngửa cổ lên trời cười lớn, khí thế cả người ông ta bỗng bùng phát. Vào lúc này, ông ta dường như hóa thân thành chiến thần chinh chiến xa trường. Ngoài ta ra thì không còn ai. Diệp Bắc Minh, tao chỉ còn lại một cánh tay, cũng có giết được mày. Đường Kình Thương cười lạnh lùng, ông ta sẽ dốc hết sức. Vừa nãy, đúng là ông ta đã quá coi thường. Ru. Đường Kình Thương phát ra tiếng gầm như dã thú, tiếng hổ gầm rồng thét không dứt. Dừng tay. Bỗng nhiên, một giọng nói nhàn nhạt vang lên. Ai mà to gan như vậy, lại dám lên tiếng vào lúc này. Tất cả phú hào của Long Đô đều cau mày, hơi nổi giận. Chỉ có hai bố con Tần Tướng Thần, Tần Vinh An thấy kỳ lạ quay đầu. Không phải vì hai chữ dừng tay, mà là vì khẩu âm của người lên tiếng rất quen thuộc với họ. Đường Kình Thương vừa ra tay, nghe thấy giọng nói của người này, cũng lập tức thu tay lại. Khí tức đáng sợ cũng được thu lại. Thư ký Tiền, sao ông lại đến đây? Tần Tướng Thần bước nhanh về phía trước, bắt tay với người đến. Một người đàn ông trung niên ngoài 40 tuổi đi đến, keo kính gọng vàng, đầu cắt cua dày dặn kinh nghiệm. Người mặc áo vest, dáng người thẳng tắp, không chút dễ dãi. Thư ký Tiền, Tần Vinh An cũng đi theo phía sau, hành lễ. Đây là, đám nhà giàu Long Đô có mặt ở đây nhìn thấy chuyện này, trong lòng đều kinh hãi. Người có thể khiến Tần Tướng Thần hành lễ, chẳng lẽ là? Chính là ông ta. Ngụy Yên Nhiên thông minh lập tức nhận ra thư ký Tiền. Vào ngày mừng thọ ông nội, cô ta đã gặp mặt người này. Chỉ là một nhân viên văn thư mà thôi. Nhưng khi đó lại ngồi bàn đầu. Có thể thấy chức vị của ông ta ở Long Đô không hề thấp hơn bất kỳ ông lão nào trong 10 thế gia lớn. Cho dù là Đường Kình Thương nhìn thấy thư ký Tiền, sắc mặt cũng nghiêm trọng, thư ký Tiền đến đây có phải có chuyện nguy cấp gì không? Tôi chỉ là đến truyền lời. Nếu chiến thần Kình Thương không có việc gì thì quay về quân doanh đi, Long Đô này vào ít thôi. Thư ký Tiền mỉm cười nói. Hòa nhã dễ gần. Nét mặt già nua của Đường Kình Thương trong nháy mắt tái nhợt. Cơ thể già nua của Tần Tướng Thần run rẩy, chấn động ngẩng đầu lên nhìn thư ký Tiền. Thư ký Tiền cười không nói. Bố! Tần Vinh An cũng bị dọa sợ ngây ra, thấp giọng nói một câu, đỡ ông cụ. Ông ta có thể cảm nhận được cơ thể ông cụ đang run lên. Tôi biết rồi. Dùng mắt thường có thể nhìn thấy trên trán Đường Kình Thương xuất hiện từng tầng mồ hôi. Ông ta một câu cũng không nói, nhanh chóng rời đi. Thư ký Tiền lại cười với Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh kỳ quái, tình huống gì vậy? Không có gì, cậu Diệp, mọi người cứ tiếp tục. Thư ký Tiền đảo mắt nhìn đám người, sau đó rời đi. Vừa đi được hai bước. Ông ta dường như nghĩ đến gì đó, lại quay đầu cười nói, cậu Diệp, vừa rồi lúc tôi đi vào, nhìn thấy người của Đại sứ quán đảo quốc Đông Doanh qua bên này, nhưng bị người của chúng tôi chặn rồi. Nói xong, thư ký Tiền liền vội vã rời đi. Đến nhanh, đi cũng nhanh. Cái gì? Masao Tokugawa nghe xong, mặt xám như cho tàn. Lúc này, trong mắt ông cụ Tần Tướng Thần không còn kiêu ngạo giống như trước nữa, không còn sức mạnh của nhà họ Tần Long Đô. Chỉ còn lại nỗi sợ hãi vô tận. Nhà họ Tần còn dám làm gì? Vinh An, đi. Ông cụ Tần dùng hết sức lực nói ra những lời này. Bố. Tần Vinh An đầy khổ sở nói, hai bố con được người làm đỡ rời đi. Cậu Diệp, thi thể của thiếu gia chúng tôi, một người làm nhà họ Tần đi đến, giọng nói run rẩy. Mang đi đi. Diệp Bắc Minh cũng không làm khó anh ta. Cảm ơn, cảm ơn. Đám người làm nhà họ Tần vội vã tiến lên dọn thi thể của Tần Thiếu Dương. Sau khi đám người nhà họ Tần rời đi, xung quanh lập tức bùng nổ. Mẹ nó, xuất sắc, quá xuất sắc. Một Diệp Bắc Minh của Giang Nam mà lại có thân phận này. Tin tức tối nay mà truyền ra ngoài, nhất định sẽ chấn động toàn bộ Long Đô. Ôi trời ơi! Toàn bộ tiệc từ thiện xôn xao. Ngụy Yên Nhiên ngồi trên ghế,
nhìn chằm chằm vào bóng lưng Diệp Bắc Minh, kích động đến mức cơ thể phát run. Mấy chị em kia của cô ta cũng kích động, liên tục lay người Ngụy Yên Nhiên. Yên Nhiên, anh ta là ai vậy? Tình huống gì vậy? Đây không phải bạn trai nhỏ của cậu sao? Sao anh ta lại lợi hại như vậy? Yên Nhiên, cậu may mắn quá. Mấy cô gái kích động nói. Ngụy Yên Nhiên cười khổ, anh ta với mình có quan hệ gì đâu. Tổng giám đốc Lý không dám tin, Diệp Bắc Minh lội ngược dòng. Nhà họ Tần, người đông doanh, ngay cả chiến thần kình thương cũng không động được vào anh ta. Ha 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 ha. Tổng giám đốc Phương cất tiếng cười lớn, tổng giám đốc Lý, ông thua rồi, Diệp Bắc Minh đã thắng. Nào nào nào, 100 triệu tiền đặt cược, lấy tiền mặt ra. Lúc này, ánh mắt Diệp Bắc Minh trầm xuống, hướng về phía Masao Tokugawa. Nhặt thanh kiếm samurai trên đất, đi về phía Masao Tokugawa. Mày muốn làm gì? Tao là tộc trưởng gia tộc Tokugawa đế quốc Đông Doanh, mày dám giết tao? Masao Tokugawa gầm thét. Ông ta bị dọa sợ hết hồn hết vía, chạy ra khỏi hội trường tiệc từ thiện. Diệp Bắc Minh giống như một thần chết, giơ kiếm theo sau. A, cứu mạng, cứu mạng. Masao Tokugawa chạy ra khỏi buổi tiệc từ thiện, bị dọa cho hai chân mềm nhũn. Lúc này, phía bên đường đối diện xuất hiện một chiếc SUV của đảo quốc Đông Doanh đỗ tại đó, bị người của thư ký tiền ngăn lại. Là Tokugawa-kun. Ông ấy đi ra rồi. Tokugawa-kun không sao cả, tốt quá. Mấy người Đông Doanh trong xe vui mừng. Phía sau xe có một người phụ nữ Đông Doanh xinh đẹp đang ngồi. Vóc dáng chuẩn, đùi đẹp thon dài. Chỉ là đôi mắt mang theo một tia lạnh lẽo. Chiba Sadako, thiên kim nhà đại thần đại sứ quán đảo quốc Đông Doanh. Bố cô ta không ở Long Quốc, vì vậy bảo cô ta đến tiếp ứng cho Masao Tokugawa. Không đúng, tình trạng của Tokugawa-kun có vấn đề. Chiba Sadako mở miệng. Người Đông Doanh khác hỏi, Tokugawa-kun sao vậy? Hình như là có chút vấn đề, Tokugawa-kun chạy gấp như vậy, giày cũng rơi mất. Giọng nói của Chiba Sadako trầm xuống, có người đang đuổi giết ông ta. Cái gì? Những người Đông Doanh này kinh ngạc, quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, Diệp Bắc Minh tay cầm kiếm samurai, đi từ trong hội trường từ thiện đi ra. Thư ký tiền đã sớm ra tay, phong tỏa xung quanh. Vì vậy một chiếc xe trên đường cũng không có. Masao Tokugawa lăn một vòng, nhìn thấy Chiba Sadako ngồi xe phía đối diện, nhận ra là xe của Đại sứ quán Đông Doanh. Tokugawa-kun. Chiba Sadako xuống xe, vẫy tay với ông ta. Masao Tokugawa thấy Chiba Sadako, giống như tóm rơm giả cứu mạng. Ông ta lăn một vòng chạy tới, đầu gối và bàn tay đều chảy xước. Toàn thân đều là máu, vô cùng thê thảm. Diệp Bắc Minh mang theo ý cười lạnh, đi theo phía sau. Cô Chiba, cứu tôi. Masao Tokugawa bị dọa cho toàn thân run rẩy, mặt đầy kinh hoàng. Gia chủ của gia tộc Tokugawa, lúc này giống như chó chết nằm trên đất. Tokugawa-kun. Mấy người Đông Doanh vội vàng tiến lên đỡ ông ta. Diệp Bắc Minh tay cầm samurai, từng bước chậm rãi băng qua đường. Chiba Sadako ngăn trước người Masao Tokugawa, anh là ai mà dám đuổi giết Tokugawa-kun? Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh nhàn nhạt trả lời. Chiba Sadako cả kinh, anh chính là Diệp Bắc Minh. Anh thật to gan, Tokugawa-kun là. Lời Chiba Sadako còn chưa nói hết, Diệp Bắc Minh đã ra tay. Phụt. Kiếm samurai vô cùng sắc bén, đâm thủng tim Masao Tokugawa. Anh. Chiba Sadako ngơ ra. Người Đông Doanh khác mặt đầy chấn động, ngược lại hít một hơi lạnh. Bọn họ thế nào cũng không ngờ, Diệp Bắc Minh ra tay lưu loát dứt khoát, trực tiếp giết Masao Tokugawa. Masao Tokugawa trợn trừng hai mắt, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, con người mất đi ánh hào quang. Tokugawa-kun. Chiba Sadako hét lớn một tiếng, tức giận nhìn Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh, anh có ý gì? Tokugawa-kun là người đảo quốc Đông Doanh, sao anh lại giết ông ấy ngay trên đường phố như vậy, có phải không coi đảo quốc Đông Doanh chúng tôi ra gì? Chiba Sadako chìa tay ra, chỉ vào Diệp Bắc Minh. Phụt! Kiếm samurai trong tay Diệp Bắc Minh chém xuống. Cánh tay Chiba Sadako như ngó sen, bị anh một kiếm chém rớt. A!
Chiba Sadako đau đớn đến mức hôn mê, ngã nhào trên đất. Cô Chiba! Sao, sao anh dám? Những người của đảo quốc Đông Doanh sợ hết hồn hết vía. Một kiếm này của Diệp Bắc Minh trấn áp tất cả mọi người. Bọn họ thế nào cũng không ngờ, Diệp Bắc Minh lại quả quyết chém rơi một cánh tay Chiba. Diệp Bắc Minh nhàn nhạt nói, chỉ là người Đông Doanh mà cũng dám ngang ngược ở Long Quốc. Nhớ, tôi không thích bị người ta dùng tay chỉ. Đây là lần đầu tiên. Mặt đẹp của Chiba Sadako trắng bệch, đau đến mức mồ hôi toát ra, Diệp Bắc Minh, tôi nhớ rồi, Diệp Bắc Minh. Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn tôi, đây là lần thứ hai. Diệp Bắc Minh đứng chắp tay, lạnh nhạt nhìn Chiba Sadako. Chiba Sadako run rẩy, hoảng sợ cúi đầu. Cô ta có một loại ảo giác, còn dùng ánh mắt này nhìn Diệp Bắc Minh, chắc mình sẽ chết. Điều này chắc chắn không phải chuyện đùa. Nhớ, sau này người Đông Doanh ở trên đất Long Quốc, nhìn thấy tôi nhớ khách sáo một chút, nếu không tôi sẽ không ngại đâu, gặp ai giết người đấy. Sau khi Diệp Bắc Minh bỏ lại lời này, tiện tay bẻ gãy kiếm samurai chế tạo từ thép ròng. Xoay người rời đi. Mạnh mẽ khiếp người. Hai người Vương Như Yên và Vạn Lăng Phong đi ra ngoài buổi tiệc từ thiện. Vạn Lăng Phong mặt đầy sùng bái, chủ nhân, Lăng Phong phục cậu rồi. Chiến thần Kình Thương cũng thất bại, vị đó đích thân hạ lệnh, tôi nằm mơ cũng không ngờ sẽ như vậy. Vạn Lăng Phong còn muốn dốc toàn lực. Ủng hộ Diệp Bắc Minh. Không ngờ bí thư Tiền mang lệnh của quốc chủ đến, thay đổi chiến cục. Không cần đến Vạn Lăng Phong ông ta. Vạn Lăng Phong không ngờ, Vương Như Yên cũng là một nữ chiến thần. Bây giờ ông ta đã bừng tỉnh hiểu ra, giờ mới hiểu vì sao lúc ở Giang Nam, Vương Như Yên dám ra tay giết vua Giang Nam. Một vua Giang Nam thôi mà, chiến thần muốn giết, không phải chỉ là một câu nói hay sao? Diệp Minh Viễn chưa đến sao? Diệp Bắc Minh cau mày. Anh không quan tâm đến nhà họ Tần, Đường Kình Thương hay người Đông Doanh nào cả. Bây giờ anh chỉ muốn gặp Diệp Minh Viễn. Vương Như Yên đi đến, vừa nhận được tin tức, Diệp Minh Viễn đã rời khỏi Long Đô. Cái gì? Diệp Bắc Minh sửng sốt. Anh đến Long Đô là vì Diệp Minh Viễn. Không ngờ Diệp Minh Viễn lại chạy mất. Không được, Diệp Minh Viễn chạy rồi, nhà họ Diệp chưa chạy, tôi nhất định phải điều tra rõ chân tướng. Diệp Bắc Minh lắc đầu, tôi phải đi nhà họ Diệp. Chủ nhân, cậu muốn đến nhà họ Diệp? Vạn Lăng Phong kinh hãi. Nhà họ Diệp không giống nhà họ Tần và nhà họ Đường, nhà họ Diệp có một vị chiến thần vô thượng là Diệp Lăng Tiêu trấn giữ. Diệp Lăng Tiêu, ở Long Quốc gần như là nhân vật tương đương với thần. Tên của Vạn Lăng Phong chính là lúc đầu quân bắt trước theo Diệp Lăng Tiêu để đặt. Đi theo chị, có người muốn gặp em, Vương Như Yên nói. Nhưng Diệp Bắc Minh lắc đầu, sư tỷ, mặc kệ là ai muốn gặp em. Cũng để qua một bên đi. Tối nay em phải đi nhà họ Diệp, em phải biết rốt cuộc Diệp Minh Viễn có phải bố ruột em hay không. Mẹ ruột em là ai? Bà ấy còn sống hay chết? Bây giờ trong lòng Diệp Bắc Minh rất gấp gáp. Anh muốn biết chân tướng. Biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vương Như Yên nói, tiểu sư đệ. Những chuyện này không phải ngày một ngày hai có thể điều tra rõ ràng. Hơn nữa, Diệp Minh Viễn sợ em nên đã chạy khỏi Long Đô rồi. Bây giờ em đi nhà họ Diệp, người nhà họ Diệp chưa biết chuyện năm đó đâu. Nghe được những lời này, Diệp Bắc Minh nhướng mày. Nhà họ Diệp tổng có bao nhiêu người biết? Diệp Bắc Minh yên lặng trong chốc lát. Em chắc chắn chưa, bát sư tỷ muốn gặp em đó, Vương Như Yên thản nhiên cười một tiếng. Bát sư tỷ. Diệp Bắc Minh sững sờ, trong đầu hiện lên một bóng dáng xinh đẹp. Hai người Diệp Bắc Minh và Vương Như Yên ngồi xe rời khỏi tiệc từ thiện. Lúc này bên trong tiệc từ thiện sôi sùng sục. Diệp Bắc Minh này rốt cuộc có lai lịch gì, lại khiến cho người đó mở miệng vì anh ta, Tổng Giám Đốc Vương vừa thắng 100 triệu, mặt đầy hồng quang. Quá độc ác, một cái tát đánh chết Tần Thiếu Dương. Ba quyền đánh bại được chiến thần Kình Thương. Đến cuối cùng còn có thư ký Tiền ra mặt. Mặc dù Tổng Giám Đốc Lý thua 100 triệu, nhưng tiết mục tối nay quả là đáng giá 100 triệu. Đám nhà giàu Long Đô ai cũng mặt đỏ tới mang tai. Yên Nhiên, đẹp trai quá. Anh ta đẹp trai quá. Tôi muốn gả cho anh ta quá. Yên Nhiên, cậu có phương thức liên lạc của anh ta không? Yên Nhiên, cậu nói gì đi. Ngụy Yên Nhiên ngây ngốc ngồi tại chỗ,
hồi tưởng lại tình cảnh mình gặp Diệp Bắc Minh ở trên tàu cao tốc. Bây giờ cô ta mới biết, là mình nghĩ nhiều rồi. Con người như Diệp Bắc Minh làm sao có thể để ý đến mình? Dù cô ta là người nhà họ Ngụy ở Long Đô, một cảm giác thất bại bao trùm trong lòng cô cả. Lúc mọi người chuẩn bị rời đi, Đề Đốc Cửu Môn dẫn theo một đám binh lính ngăn chặn lối ra ở cửa yến tiệc từ thiện, các vị, vừa nhận được lệnh của cấp trên, chuyện đêm nay cấm chỉ truyền ra ngoài. Bây giờ người của tôi sẽ ghi chép thông tin cá nhân của mọi người. Các người còn phải ký kết một bản hiệp định bí mật. Chuyện này dù ai truyền ra ngoài, sẽ truy cứu tới cùng. À, đau, đau chết tôi mất. Chiba Sadako nắm lấy cánh tay gãy của mình, khuôn mặt xinh đẹp đau đến biến dạng. Diệp Bắc Minh, Diệp Bắc Minh, mối thù cụt tay này tôi sẽ không bỏ qua đâu. Tút tút tút. Điện thoại của Chiba Sadako reo lên, cô ta ấn nút nghe, bên trong truyền đến giọng nói của bố. Sadako, tình hình của con thế nào? Bố vừa nghe nói, cánh tay của con bị người ta chém, người đàn ông trong điện thoại có chút lo lắng. Chiba Sadako cố nén cơn đau, lộ ra nụ cười tái nhợt, bố, con không sao. Cánh tay có thể nối được, xin bố hãy yên tâm. Diệp Bắc Minh này chắc chắn phải chết. Diệp Bắc Minh, lại là Diệp Bắc Minh, người đàn ông tức giận, kế hoạch của chúng ta ở Giang Nam thất bại, tất cả đều là vì cái tên Diệp Bắc Minh này. Masao Tokugawa chết rồi, ảnh hưởng quá lớn. Chiba Sadako lạnh giọng nói, bố, con muốn Diệp Bắc Minh chết. Sadako, con yên tâm, bố đã nhờ Ninja Iga đến Long Quốc, Ninja Iga mà đã ra tay, chúa Khesu đến cũng không cứu nổi Diệp Bắc Minh đâu, bố của Chiba Sadako nói. Chiba Sadako vui mừng, bố mời được Ninja Iga. Đương nhiên, kế hoạch của gia tộc Chiba chúng ta trên thực tế là kế hoạch của bệ hạ thiên hoàng. Diệp Bắc Minh trở thành hòn đá cản đường, Ninja Iga tới Long Quốc, Diệp Bắc Minh chắc chắn phải chết. Bố của Chiba Sadako lạnh lùng nói. Ha ha ha, tốt quá. Diệp Bắc Minh đáng thương, Ninja Iga ra tay, hắn không còn đường sống đâu, Chiba Sadako cười tàn nhẫn. Thậm chí cô ta còn có chút đồng cảm với Diệp Bắc Minh. Vương Như Yên đích thân lái xe, dẫn Diệp Bắc Minh đi đến một nơi của Long Đô. Sau hàng loạt cuộc kiểm tra của bảo vệ. Cuối cùng, hai người đi đến một đại sảnh. Vừa ngồi xuống chưa được 2 phút. Một cô gái đi tới. Người cao khoảng 1m68. Cổ thiên Nga, vai chữ thập. Mông cong nối liền với eo và đôi chân dài thẳng tắp khiến Vương Như Yên cũng phải ghen tị. Da thịt trắng nõn, cánh tay ngó sen thon dài. Khí chất giống như một nữ minh tinh siêu cấp tuyến 1. Hừ, sư tỷ lại càng đẹp lên rồi, ngày ngày lăn lộn cùng một đám đàn ông trong quân doanh. Sao chị vẫn chăm sóc tốt được bản thân, Vương Như Yên có chút ghen tị. Cô gái cười nhìn sang, tiểu sư muội, em nói gì vậy? Tư thế hiên ngang, nhưng lại mang theo vẻ thùy mị như nước. Bát sư tỷ, Lục Tuyết Kỳ. Bát sư tỷ, em có nói gì đâu, Vương Như Yên cười nói. Diệp Bắc Minh nhịn cười, đi về phía bát sư tỷ, đã lâu không gặp. Tiểu sư đệ, Lục Tuyết Kỳ cười bước lên, lại chia hai cánh tay, trực tiếp ấn Diệp Bắc Minh vào trong ngực. Bộ ngực như hai đỉnh núi thiếu chút nữa khiến Diệp Bắc Minh chết ngộp. Khụ, bát sư tỷ, đừng. Diệp Bắc Minh vội vàng nói. Hừ. Vương Như Yên hừ nhẹ một tiếng, hai tay ôm ngực, có chút khó chịu đứng ở một bên. Lục Tuyết Kỳ cẩn thận quan sát Diệp Bắc Minh, mặt đầy cương chiều nhìn anh. Mau để sư tỷ nhìn xem, hơn một năm không gặp, tiểu sư đệ lớn hơn nhiều rồi. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, có bị thương không? Lão già Đường Kình Thương này, ngay cả sư đệ của chị cũng dám ra tay. Lần sau có cơ hội, chị nhất định phải dạy dỗ ông ta một trận. Đánh đến khi ông ta phục mới thôi. Một cô gái chừng 20 tuổi lại nói như vậy với chiến thần Kình Thương. Nếu là người ngoại giới nghe được, nhất định sợ chết khiếp. Lục Tuyết Kỳ cẩn thận kiểm tra cánh tay và bắp đùi của Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh nở nụ cười, để mặc cho bát sư tỷ kiểm tra. Trong lòng cười ấm áp, bát sư tỷ, sao chị biết em đến Long Đô? Em đó. Lục Tuyết Kỳ chìa ra một ngón tay gõ trán Diệp Bắc Minh. Em đến Long Đô, mấy sư tỷ ai mà không biết. Nhưng lá gan em lớn thật. Dám một mình xông vào Long Đô, cũng không sợ bị người ta bắt nạt. Lục Tuyết Kỳ kéo tay Diệp Bắc Minh, bảo anh ngồi xuống.
còn rất tự nhiên đứng sau Diệp Bắc Minh, chìa tay xoa bóp bả vai anh. Diệp Bắc Minh vội vàng nói, bát sư tỷ, đừng như vậy, em không phải trẻ con. Sao hả, ghét bỏ bát sư tỷ? Lục Tuyết Kỳ làm ra vẻ tức giận. Không có. Diệp Bắc Minh nói, sao em lại ghét bỏ bát sư tỷ chứ? Vậy thì ngồi xuống, chị khai thông gân cốt giúp em. Trong giọng nói của Lục Tuyết Kỳ mang theo vẻ ngang ngược. Diệp Bắc Minh chỉ có thể để mặc tay của bát sư tỷ hoạt động trên người anh. Ngón tay của Lục Tuyết Kỳ liên tục chuyển động, vạch ra huyệt đạo của Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh có chút kinh ngạc, chân khí trong cơ thể mình lại di chuyển theo ngón tay của bát sư tỷ. Vị trí đan điền nóng như lửa. Đây là... Diệp Bắc Minh kinh ngạc. Tốc độ tu luyện của em quá nhanh, chị lo lắng gân mạch của em xảy ra vấn đề, vừa rồi chị đã khai thông tất cả khí huyệt của em rồi, yên tâm đi. Bát sư tỷ, em cũng muốn, Vương Như Yên chạy tới. Em sang một bên đi. Lục Tuyết Kỳ cười mắng. Hừ, bát sư tỷ, chị thiên vị, Vương Như Yên nhăn mũi. Lục Tuyết Kỳ cười đầy kiêu ngạo, vậy thì sao? Diệp Bắc Minh nói, bát sư tỷ, giúp em muốn tìm Diệp Minh Viễn, rất có thể ông ta chính là bố ruột của em. Này lời vừa thốt ra. Trong nháy mắt đại sảnh yên tĩnh. Hai người Lục Tuyết Kỳ và Vương Như Yên nhìn nhau, từ trong mắt đối phương nhìn thấy vẻ hoảng hốt. Nhưng lại che giấu rất tốt, Diệp Bắc Minh không hề phát hiện ra. Các cô dường như không hề hy vọng Diệp Bắc Minh nhìn thấy Diệp Minh Viễn. Bát sư tỷ, sao vậy, Diệp Bắc Minh kỳ quái. Lục Tuyết Kỳ vội vàng nói, tiểu sư đệ, chị giúp em đi điều tra chuyện của Diệp Minh Viễn, nhưng bây giờ sư tỷ có một chuyện gấp cần em giúp đỡ. Sao vậy sư tỷ, Diệp Bắc Minh tò mò. Lục Tuyết Kỳ thấy Diệp Bắc Minh đã chuyển hướng sự chú ý, cô ấy không giấu giếm thêm nữa. Mấy ngày nữa có một đại hội quân võ quốc tế. Đây là đại hội quân võ trong phạm vi thế giới, đến lúc đó đất nước hàng đầu thế giới mà em biết đều sẽ phái người tham gia. Long Quốc, Lang Quốc, Ưng Quốc, Hùng Quốc, Đảo Quốc Đông Doanh, v.v. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là quân nhân dưới 30 tuổi, Lục Tuyết Kỳ nói xong, cười híp mắt nhìn Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh mặt bất đắc dĩ, bát sư tỷ, em hiểu ý chị. Ý chị muốn em tham gia đại hội quân võ. Tiểu sư đệ, em giúp chị đi mà, Lục Tuyết Kỳ nũng nịu, kéo cánh tay Diệp Bắc Minh, sư tỷ không cần em đạt hạng nhất, em nằm trong top 10 là được rồi. Bộ ngực lớn vẫn đang cọ sát trên cánh tay anh. Nếu bị những người khác ở Long Đô nhìn thấy, nhất định sẽ sợ chết khiếp. Khụ. Vương Như Yên ho khan. Mặt đầy phẫn nộ, mấy người chú ý một chút. Nơi này còn có người thứ ba đó. Chị khuyên em bớt xen vào chuyện người khác đi. Lục Tuyết Kỳ trợn mắt nhìn Vương Như Yên. Vương Như Yên có chút buồn bực, ai bảo người ta là sư tỷ chứ? Được rồi, mình nhìn. Diệp Bắc Minh có chút lưỡng lự, bát sư tỷ, rốt cuộc chị có thân phận gì? Thập sư tỷ là chiến thần long hồn thì cũng thôi đi. Sao em cảm giác thân phận chị còn cao hơn thập sư tỷ? Lục Tuyết Kỳ cười, tiểu sư đệ, bị em nhìn ra rồi. Chị ở Long Hồn cũng xem như có chút lý lịch, bọn họ đều gọi chị là đại soái. Phụt! Diệp Bắc Minh thiếu chút nữa phun ra một hớp máu. Bát sư tỷ là đại soái của Long Hồn. Mẹ kiếp! Muốn nghịch thiên sao? Bát sư tỷ, chị, Diệp Bắc Minh trợn tròn mắt. Lục Tuyết Kỳ chia tay. Nâng cằm Diệp Bắc Minh, tiểu sư đệ, đừng kinh ngạc, mấy sư tỷ của em đều không phải người bình thường. Bát sư tỷ chỉ là một đại soái nhỏ bé không tính làm gì. Hả? Diệp Bắc Minh ngơ ngác, vậy những sư phụ của chúng ta đều là lão quái vật đáng sợ. Diệp Bắc Minh nhớ ra. Lúc mình xuống núi, mấy lão quái vật kia người này đều khoác lác hơn người kia. Bây giờ nhìn lại, có lẽ không phải khoác lác, khả năng đều là thật. Lúc Diệp Bắc Minh còn đang ngơ ra, Lục Tuyết Kỳ lấy ra một tập văn kiện từ trong ngăn kéo, tùy ý mở ra nhìn. Là văn kiện đỏ của Long Quốc. Tiểu sư đệ, cứ quyết định vậy đi. Đây chính là giấy bổ nhiệm của em, bắt đầu từ bây giờ, em chính là thiếu tướng của Long Hồn. Lục Tuyết Kỳ nhìn lướt qua văn kiện đỏ, bất chợt nhíu mày. Thiếu tướng? Cấp thấp vậy sao? Không được. Lục Tuyết Kỳ mặt không hề vui vẻ. Cô ấy cầm bút lên sửa đổi văn kiện đỏ. Cô ấy sửa chữ tướng, trong thiếu tướng thành chữ soái. Tiểu sư đệ, bắt đầu từ bây giờ,
em chính là thiếu soái của Long Hồn, Lục Tuyết Kỳ túm tay Diệp Bắc Minh, bôi mực lên. Cộp, đóng lên văn kiện đỏ. Người đâu, mang qua cho ông ta. Lục Tuyết Kỳ gọi người làm, sau khi lấy đi văn kiện đỏ, nhanh chóng rời đi. Chân mày Diệp Bắc Minh nhướn lên, bát sư tỷ, chị đang đùa sao? Thiếu soái của Long Hồn, vừa rồi đó là văn kiện đỏ đấy, thứ này có thể tùy tiện thay đổi sao? Không sao, yên tâm, Lục Tuyết Kỳ xua tay, dáng vẻ không để ý. Cô ấy kéo Diệp Bắc Minh đến phòng bên cạnh. Một bàn đồ ăn đã chuẩn bị xong. Ba chị em cùng nhau ngồi ăn cơm. 30 phút sau, trong phòng làm việc tại một nơi ở Long Đô, đèn thắp sáng trưng. Một người đàn ông trung niên ngồi trước bàn làm việc. Lục đại soái đưa văn kiện đến cho ông. Thư ký Tiền cung kính đi vào. Trong tay kẹp một tập văn kiện, dáng đứng nghiêm nghị. Để xuống đi. Người đàn ông nhàn nhạt nói. Ừ. Thư ký Tiền không dám nhiều lời, sau khi đặt tập văn kiện xuống, thận trọng lui ra khỏi phòng. 5 phút sau, người đàn ông xử lý xong công việc, lúc này mới mở tập văn kiện ở trên bàn ra. Mắt liếc nhìn văn kiện đỏ. Khẽ ngẩn ra. Hả, sửa lại rồi. Người đàn ông thở dài, có chút bất đắc dĩ, trên mặt hiện vẻ tươi cười. Ai, thôi vậy, thiếu soái thì thiếu soái, dù sao cũng là chuyện sớm muộn. Một giây tiếp theo, người đàn ông cầm điện thoại trên bàn, gọi điện, bổ nhiệm Diệp Bắc Minh là thiếu soái Long Hồn. Đây là cơ mật tối cao, dưới đại soái, bất kỳ ai cũng không được biết. Tất cả chờ đại hội quân võ kết thúc rồi nói sau. Sau khi cơm nước xong, Diệp Bắc Minh quay về chỗ ở bát sư tỷ đã sắp xếp. Nằm ở trên giường, Diệp Bắc Minh không sao ngủ được. Lúc ở Giang Nam, mình có cảm giác thập sư tỷ không muốn cho mình điều tra thân thế của bản thân, Diệp Bắc Minh lẩm bẩm. Vào Long Đô, bây giờ mình lại có cảm giác bát sư tỷ hình như cũng ngăn cản mình điều tra thân thế của bản thân. Rốt cuộc là vì sao chứ? Thập sư tỷ là nữ chiến thần của Long Hồn, thân phận của bát sư tỷ càng khủng khiếp, là đại soái của Long Hồn. Nếu các chị muốn tra ra thân phận của mình thì đã sớm điều tra ra rồi, rốt cuộc là vì sao chứ? Chân mày Diệp Bắc Minh nhíu chặt vào nhau. Anh không ngốc. Ngược lại anh rất thông minh. Hai sư tỷ không hề nói gì với anh. Nhưng rốt cuộc vì sao không cho anh điều tra thân thế của mình? Sư tỷ, xin lỗi, các chị không cho em tra, vậy tự em đi tra vậy, Diệp Bắc Minh lắc đầu. Anh nhân lúc đêm tối mò ra khỏi phòng. Cảm giác của Diệp Bắc Minh rất nhạy bén, anh lập tức cảnh giác mấy tên lính gác trong bóng tối. Lặng yên không tiếng động đi vòng qua lính gác, rời khỏi phủ đệ của bát sư tỷ. Diệp Bắc Minh đi trên đường phố, ban đêm ở Long Đô vô cùng sầm uất. Anh chặn một chiếc taxi lại. Đi nhà họ Diệp, thế gia Long Đô. Nửa giờ sau, Diệp Bắc Minh đứng trước cửa nhà họ Diệp. Anh nhìn sân mang phong cách cổ xưa trước mắt, ánh mắt lóe lên, tìm thấy một chỗ khuất tầm mắt, nhảy qua tường cao. Nhà họ Diệp rất lớn, chính là xây lại từ vương phủ thời cổ đại. Các loại vườn hoa, hòn non bộ, ao hồ, đình viện khắp nơi đều có. Đi vài bước lại có một trạm gác. Góc tối góc sáng đâu đâu cũng là võ giả. Quỷ ảnh chìm nổi. Diệp Bắc Minh khẽ hô một tiếng, thân pháp như quỷ, hòa nhập vào ánh trăng. Tốc độ của anh rất nhanh, đi đến nơi sâu nhất của phủ Diệp. Diệp Bắc Minh kinh ngạc phát hiện, tất cả những người ở đây đã biến mất. Toàn bộ nội viện, trống trơn. Một bóng người cũng không có. Không đúng, còn có một người. Diệp Bắc Minh đứng trên mái hiên nhìn sang. Chỉ thấy một ông cụ râu tóc bạc phơ, ngồi im như chuông đồng, đang ngồi trong đình, tay trái tay phải đánh cờ. Tôi biết cậu sẽ đến, nếu đã đến rồi thì xuống đây đi. Ông cụ mỉm cười nói. Giọng nói giống như dây câu truyền vào trong lỗ tai Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh nghe xong, kinh hoàng như sấm. Nhưng phủ Diệp vẫn tĩnh lặng. Ngoài Diệp Bắc Minh, không ai có thể nghe thấy tiếng nói này. Ông là ai? Diệp Bắc Minh nhảy xuống. Ông cụ mỉm cười, Diệp Lăng Tiêu. Diệp Bắc Minh kinh hãi, chiến thần số 1 Long Quốc, Diệp Lăng Tiêu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 5.